Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì ở đây đấy, một số mặt hàng mà bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Đặc biệt là cái mã hàng thắt lưng dù Mỹ này đấy và mũ dàn di lại tiếp tục hàng về đấy, thì bác nào bữa trước chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng em nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán đã. Để em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì đây, tiếp tục lại về mã hàng đó là thắt lưng dù, đó đang bán hết hàng, rất là bực mình. Đấy, thì nhiều bác cũng rất là bực mình, bác thông cảm hết sức nhé, vì nhiều khi là những cái mã đang bán nó hết hàng, đấy, cái này thì em không muốn. Đó đi đây, hôm nay tiếp tục lại về này, mã thắt lưng dù của Mỹ này, UUS này, đó 1966 nhá, rất xịn sò ngon lành luôn. Đấy, cái này thì thôi em cũng không quay nhiều nữa, vì quay rất là nhiều rồi. Đấy, quay nhanh bác luôn. Ở đây mặt này dây này rất đẹp chắc chắn, con này bảo hành bác 10 năm luôn, dùng siêu bền nhá. Đấy, dùng siêu bền rất đẹp nhá. Đó, mặt dây rất đẹp luôn. Đó, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái thắt lưng dàn di hoặc là thắt lưng vải dù của Mỹ. Đấy, thắt lưng dàn dù di của Mỹ nhá. Sản phẩm này thì sẽ có giá là đi Hà Nội của quân đội Mỹ, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60.000 một chiếc thắt lưng nha. Đấy, 60k một chiếc thắt lưng dàn di của Mỹ nhá, 60k một cái. Hàng mới nguyên trong bì nhà luôn. Đó, rất ok. Ngoài ra đây em có bán kèm thêm với bác đó là cái mũ dàn di. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội này, đấy sưu tầm cho em một cái bộ này luôn. Vừa thắt lưng vừa mũ luôn, rất đẹp nhá. Đấy, mũ lên form dáng rất đẹp này. Đó, đây. Mũ rất ok. Đội cực kỳ mát, 100% cốt tông, có phần vải lưới, đội rất thoáng khí nhá. Lưỡi chai lên form rất đẹp. Đó, USA này. Đấy, chữ nghĩa thêu tay rất ok luôn. Đó, thì em báo giá luôn. Cái mũ này thì hiện tại em đang gửi bác giá của nó cũng sẽ là 60.000 một chiếc luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là mũ dàn di của Mỹ nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đó, bán đồng giá luôn, thắt lưng cũng 60 mà mũ cũng 60.000. các bác lấy món nào thì cứ báo nhau, hoặc các bác có thể lấy lẻ hoặc có thể lấy cả đôi. Đấy, bác nào mà thích cái phong cách quân đội mình nhá, sưu tập cho em một cái bộ này về. Đấy, bao ngầu bao đẹp với bác luôn. Đó, mũ 60, thắt lưng 60 nhá, đồng giá bằng giá nào luôn, lấy cái nào thì báo nha. Đấy, và các bác có thể lấy cả đôi về. À, mình đi cho cả một bộ nó đồng bộ nhìn đẹp không nhá. 60.000 một sản phẩm mũ và thắt lưng. Rồi mã tiếp theo thì đây, tiếp tục lại về cái mã đó là công tắc nhót này, cũng bữa trước là đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng lại tiếp tục về nhá. Hôm nay hàng tiếp tục về đây. Đấy, dòng công tắc nhót của thương hiệu Hinoki nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, nhưng mà sản xuất theo công nghệ Nhật, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn. Đấy, con này về các bác sử dụng tắt bật và bóng đèn thiết bị thứ này rất ok ngon này. Đấy, hàng sản xuất của hàng hãng của Hinoki rất chắc chắn. Đấy, cầm một con công tắc nặng trịch luôn, cái nhựa của nó rất là dày nhá, chấu của nó sẽ là chấu đồng, về các bác xài rất ok. Cái này thì giá bình dân thôi, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 công tắc nhót nhá. Đấy, combo 3 cái công tắc nhót này mình em sẽ gửi bác giá sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 3 cái. Cứ lên mã giúp em sẽ là một combo 3 cái, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, chỉ có 20.000 thôi mà các bác sở hữu luôn là được 3 cái luôn. Đó, 3 cái công tắc nhót nha, giá 3 là 20.000. Đấy, bán một lúc là 3 cái nhá các bác nhá, không bán lẻ một cái đâu. Đấy, bán một lúc là 3 cái luôn là 20.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót 20.000 3 cái. Tiếp theo thì đây, về tiếp tục cho bác đó là cái mã fixed cam này, mã fixed cam chịu tải công suất lớn này. Hàng cũng của Hinoki luôn, made in Japan. Đấy, chân đồng rất to chắc chắn nhá. Con này là siêu chịu tải, nó là fix cắm siêu chịu tải nhá. Lên đến công suất là chịu tải lên đến là 3.000 W này, dùng rất thích luôn. Đấy, thiết kế và độ hoàn thiện cực kỳ là chắc chắn. Đó, phần nhựa chống cháy này, chân đồng này, phần đuôi cái phần đầu nó thiết kế đây để chống bị gập dây gãy dây này, thiết kế rất chắc chắn và đảm bảo cho bác xài luôn. Cái này thì giá cũng rất bình dân thôi, 10.000 thôi nhá, 10.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái fix cắm màu cam nhá, fix cắm màu cam, fix cắm siêu chịu tải lên đến là 3.000 W nhá. Cái này dùng cho những cái thiết bị ví dụ như là nồi lẩu này, rồi là máy móc thiết bị, những cái sản phẩm mà những cái máy móc mà công suất lớn. Đấy, các bác xài những cái fix kia nó rất hay bị chảy, các bác chuyển sang cái fix này cho em, dùng cực kỳ thích luôn. Đó, fix cắm của Hinoki siêu chịu tải lên đến 3.000 W nhá, giá của nó thì cũng chỉ có 10.000 thôi các bác nhá, 10.000. Rồi ngoài ra thì vẫn còn cho bác đó là cái fix cắm chân dẹt này, chuyên dùng cho những cái thiết bị sử dụng điện Nhật. Đấy, Nhật là người ta hay dùng chân dẹt. Đấy, mà mỗi lần các bác xài, các bác cắm vào những cái ổ điện Nhật đấy là nó bằng chân dẹt rất là khó chịu. Đấy, vì chân tròn này của Việt Nam này thì chịu không được cắm được. Như đây các bác mua trên cái fix này về, chuyên dùng cho những cái ổ điện Nhật nhá, thiết bị điện Nhật người ta hay dùng chân dẹt mà. Đấy, các bác mua trên cái fix này về. Đấy, giá thì cũng bình dân thôi, 10.000 một cái các bác nhá, 10.000 một cái.
lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm chân dẹt nhá, phích cắm chân dẹt giá bên em là gửi bác là 10k, chân của nó sẽ là chân dẹt, chân 100 là chân khâu đồng luôn, rất chắc chắn xịn sò. Phích thì chất liệu bằng nhựa va đập chống cháy chống vỡ đảm bảo an toàn, công suất lên đến là 16A 250V, các bác xài cho em thoải mái luôn. Đó, chân khâu đồng rất to này, các bác nhìn này, bản rất to và dày nhá, đấy, dùng rất thích luôn, cắm cực kỳ chặt, 10.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái phích cắm chân dẹt nhá, đấy, phích cắm chân dẹt 10.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là hữu ích này, để các bác xài cho gia đình này hoặc là anh em tọa thuyền xài cho em bộ này rất hợp lý luôn. Bộ tô vít đỏ vàng chuyên dùng cho các bác làm điện nhá, đấy, chuyên dùng cho các bác làm điện rất xịn sò, ok. Một cái bộ tô vít đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha, hàng của thương hiệu Capucci, đấy, Capucci Japan. Một bộ vít này sẽ gồm có 2, 4, 6, 7 cây, nó sẽ gồm có 6 cây vít có bọc cách điện đầy đủ hết luôn, và một cái cây bút thử điện nha, đấy, và 6 cái cây vít còn lại nó đều toàn bộ được bọc cách điện hết này, để chuyên dùng cho các bác xài sửa chữa điện, điếc điện đó một thứ là không lo nó bị giật nhá, tại vì toàn bộ được bọc cách điện đây này. Đấy, nó sẽ có là đầu ba ke và đầu dẹt, hàng của nó sẽ đúc liền luôn, xoáy rất chắc chắn nhá, xoáy ngon lắm. Cái nào con này các bác xài sử dụng điện đóm rồi xài gia đình, các bác xoáy những thiết bị dân dụng các thứ nhà mình quá ok luôn. Đây, đấy, nó sẽ có đầu dẹt và đầu ba ke đầy đủ luôn. Ngoài ra một có một cây bút thử điện đựng trong một chiếc túi rất đẹp nha. Giá thì hạt rẻ thôi, bình dân thôi. Giá cho các bác dễ mua này, 130.000 một bộ. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tô vít 7 cây, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá. Đấy, bộ tô vít đỏ vàng, đỏ vàng sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là 130.000 một bộ nhá. Chuyên dùng để các bác làm điện nhá. Chuyên dùng các bác làm điện, các bác nhìn nó bọc cái đầu này, nó bọc nhựa các bác này, các bác biết dùng để làm gì rồi. Đấy, chuyên dùng để các bác làm điện. Đấy, tránh tình trạng điện giật các thứ ra. Rất là an toàn luôn. 130.000 bộ này, 7 cây, tô vít đỏ vàng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái sản phẩm là cái cây khò ga cũng của Capucci Japan. Đấy, cũng của Capucci Japan. Cây khò ga này thì cực kỳ xịn sò luôn. Về các bác chuyên dùng để các bác lắp bình ga mini các bác xài các bác nhá. À, đây, về các bác lắp bình ga mini các bác xài. Con này nó sẽ có chức năng là đánh lửa tự động này. Đấy, đánh lửa tự động, điều chỉnh ga to nhỏ đây cho em. À, chỉnh gió đây cho em, và ở cái phần đầu này là cái đầu điều chỉnh ga to nhỏ nhá, hàng của Capucci Japan. Cái hàng này của nó đi, cái lõi của nó sẽ là lõi khâu đồng nên các bác xài nó rất là bền. Đó, xài rất là bền. Đấy, hàng rất chắc chắn, cầm một chiếc khò ga nó rất là nặng. Đấy, cầm bình thường là các bác mua những khò ga chợ các thứ, giờ con này cầm nó nhẹ lắm. Đấy, cầm nó nhẹ mà nó lỏng lẻo, con này cầm rất chắc chắn luôn. Nói chung là Capucci thì cái hàng khò ga này thì bên em bán là một trong những dạng hàng cao cấp nhất phân khúc rồi. Đấy, so với tầm tiền tầm giá thì con này dùng cực kỳ thích luôn và rất là bền. Đó. À, lên mã thì em sẽ cái cây khò ga K1 của thương hiệu Capucci nhá, Capucci Japan. Đấy, khò ga mã của nó sẽ là khò ga K1 các nhá, K1. Giá của nó thì bình dân hạt rẻ thôi, 80.000 một cái nhá. Đấy, 80.000 một cái. Các bác cứ đi tham khảo đi, những chỗ khác đang bán 100 đến 150.000 một cây. Bên em của bác giá rất hạt rẻ, 80.000 một cái, khò ga K1. Một cái sản phẩm để về các bác xài gia đình nhà mình này. Đấy, rồi các bác sử dụng hay vệ sinh lưỡi các thứ này. Đó, thì các bác mua cho em cái này về, đó là cái cây cạo lưỡi nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi là bằng inox rất là xịn sò và ok luôn. Đấy, về chuyên để các bác dùng để vệ sinh khoang miệng, khoang lưỡi các bác nhá. Đấy, các bác chỉ việc cho vào các bác cạo lưỡi cho em, cạo rất sạch luôn mà rất là êm. Đó, inox 304 sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn này. Đó, đi kèm này sẽ đựng trong một chiếc hộp này, rất ok luôn, có để mang đi du lịch, đi chơi hoặc là các bác làm quà biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, mà giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái cây cạo lưỡi nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá của nó sẽ là 20k một cây. Đấy, 20.000 một cái cây cạo lưỡi nhỉ các bác nhá. 20.000 một cây. Đó, đựng trong hộp rất đẹp này. 20k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ này thì em báo giá luôn 60.000 một bộ nhá. Đấy, bộ cắt móng tay nhá. Bộ cắt móng tay này, bộ cắt móng tay ví hồng 60.000 một bộ ví hồng nha. Đây, một bộ đựng trong túi mới nguyên nha. Nó là những cái dụng cụ để về các bác mài giũa cắt móng tay nhá, cho cả gia đình nhà mình xài luôn. Phụ nữ đàn ông đều xài hết luôn nhá. Đấy, phụ nữ đàn ông, người lớn, người già, trẻ em, nói chung là về các bác mua bộ này về các bác xài cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, cho ông xã dùng được, bà xã dùng được, các con nhà mình dùng được, ông bà bố mẹ mình dùng luôn. Đây, sẽ gồm có những cái sản phẩm là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, rồi là có cả nhíp này, đồ này là những cái đồ mại rũa móng tay này, rồi là đồ nặn mụn này, đồ lấy giấy tai này, đầy đủ một bộ này luôn. Giá thì nó chỉ có 60.000 thôi, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đấy, mua về làm quà biếu tặng cũng rất là lịch sự đẹp nhá.
lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng đây, cho các bác xem lại một lần nữa này. Rất đẹp luôn, chắc chắn lắm. 60.000 một bộ ví hồng này các nhá, bộ cắt móng tay ví hồng 60k một bộ. Mã sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây dao chặt này. Đấy, lâu lắm không quay dao bác này, các bác quên. Đấy, đi đây, tiếp tục lại quay cho bác, đó là cái mã dao của Asaka Japan, rất xịn sò, thép SK5 nhá, cực kỳ sắc bén mà không lo gì. Hàng này của nó thì sẽ hàng đúc liền thân, tay cầm có ốp gỗ hai bên, ba đinh tán cho em, sử dụng rất bền bỉ chắc chắn. Về các bác có thể chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, chặt cho em rất nhiều thứ luôn. Đấy, con này chuyên dùng để chặt nhá. Nó nặng khoảng tầm 4 đến 500 gram. Đấy, khoảng tầm 4-500 gram. Nói chung là chặt nó khá là vừa tay, đặc biệt là chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa. Đấy, đàn ông thì cầm quá ok rồi, chứ phụ chị em phụ nữ đôi khi là những cái con dao chặt nó nặng ấy, thì cầm nó rất là khó cầm, như con này là cho chị em phụ nữ cầm rất là hợp lý luôn. Đấy, và dao thì cực kỳ sắc bén, bao sắc bao xài bác luôn nhá. Đó, dao thiết kế rất đẹp, cái phần bản này rất là to này. Đấy, các bác chặt nó rất là đầm dao nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân thôi, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái mã, đó là cái con dao chặt, mã sẽ là C2 nhá các bác nhá, C2 mã dao chặt C2, dao chặt C2, giá của nó sẽ là 140.000 cho một cái cây dao chặt C2 này. Đấy, 140.000, dao rất là đẹp và rất là sắc bén luôn, hàng mới nguyên hộp nhá, hàng ôm lô, hàng thanh lý siêu thị còn mới nguyên hộp luôn. Dao chặt C2 140.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây búa vàng mini này, các bác lên mã cho em sẽ cái cây búa vàng nhá. Búa vàng cây thì rất hay và rất là đa năng. Đấy, nó sẽ gồm có này, ở bên trong nó sẽ gồm có những cái đầu tô vít này. Đấy, đầu tô vít, đầu cộng, đầu trừ này. Đây, tháo ra phát nữa này. Đấy, có luôn nhá, có cả những cái đầu tô vít. Đấy, và bình thường là khi mà các bác lắp vào thì nó sẽ thành một chiếc búa nhỏ nhỏ này. Đấy, những cái đồ gò gõ, những cái đồ mà các bác không cần quá nhiều lực, các bác chủ yếu các bác cần để gõ gò gò này. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ các bác mua con này cho. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu to, một đầu nhỏ này. Và bên trong thì nó sẽ những cái đầu tô vít, các bác có thể tháo ra, mỗi lần dùng tô vít tháo ra, còn khi nào các bác muốn dùng búa các bác lại lắp vào. Đấy, lắp vào là các bác xài thôi, là nó thành một cái búa bình thường. Còn bên trong nó sẽ giấu những cái đầu vít nhá, thiết kế rất là hay luôn. Đó, em báo giá luôn, cứ lên mã cho em sẽ là cái cây búa vàng mini nhá. Đấy, búa vàng mini, giá của nó cây tại em gửi bác giá của nó sẽ là 60.000 một cây. Đấy, 60k đây là em sẽ là cái cây búa vàng mini này, 60.000 một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Lên mã em sẽ cái cây que đo nhiệt độ này. Cây này thì giá nó bình dân thôi. Sản phẩm này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Đấy, cái cây que đo nhiệt độ, em báo giá luôn 40.000 một cây này. Cái này về các bác có thể đo nhiều những cái khác nhau, ví dụ như các bác đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ của nước, của sữa này. Đấy, rất ok luôn. Que đo nhiệt độ 40.000 một cái que đo nha. Đi về các bác sử dụng thì các bác rút thêm cái đầu ra này, rút cái đầu ra nó sẽ có một cái đầu nhọn nha. Để ví dụ cái đầu nhọn là các bác có thể xiên vào những cái chỗ vị trí thức ăn thứ gì là các bác xả. Ở đây sẽ có là một cái nút on off này, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi này. Đó, thì các bác sử dụng cái nút on off này cho em. Và ở đây nó sẽ có hai đơn vị đo là C và F nhá. Đấy, thế thôi. Về các bác xả. Ở hiện tại đang là nút F, có bấm cho em một lần. Đấy, nó sẽ chuyển sang độ C. Hiện tại đang 32.0 độ C này. Đó, đây các bác có thể view lên em đang bóp tay vào để cho đo này. Đấy, có thấy không, nó nảy luôn nhá. Đây nó là nảy luôn này, 32 này, 33 này. Đấy, bắt đầu đang nhảy đây, các bác nhìn em đang nắm tay vào này để cho đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó đo lên nhảy rất ok luôn. Đấy, nhảy rất nhạy luôn nhá. Ở đây em bỏ tay ra cái này. Đấy, bắt đầu nó sẽ giảm dần nhá. Đấy, giảm dần này. Đó, các bác chuẩn bị nhanh nhìn này. Ở đây không, giảm dần luôn nhá. Đấy, bắt đầu nó cảm nhận nhiệt độ không còn tay mình nắm đây nữa, là bắt đầu nó giảm dần luôn. Đấy, thấy không, giảm dần luôn nhá. Rồi, 40.000 một cái que đo nhiệt độ này. Về các bác có thể đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ sữa, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ thức ăn này. Nói chung là khá là nhiều những cái hay để các bác xài cây này. 40.000 một cái cây que đo nhiệt độ nhá, 40.000 một cây. Kìm đa năng thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, cây kìm đa năng. Cây này thì giá cũng bình dân thôi. Rất nhiều chức năng mà giá nó chỉ có 100.000 một cây này. Đấy, lên mã em sẽ là cái cây kìm đa năng này. 100k một cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, 100.000 một cây. Giá rất hạt rẻ bình dân. Con này đây em sẽ giới thiệu cho bác từng chức năng một này. Đấy. Bình thường là có những cái chiếc kìm như bình thường, nó sẽ có là những cái đầu, ví dụ như là đầu kẹp này, đầu cắt này. Đấy, con này là bằng chất thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đó, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Và ở bên này thì nó sẽ có là dưới nó sẽ có là cái đầu tuốt dây này. Đây, cái phần này là cái phần đầu tuốt dây này. Đấy, tuốt dây rồi có cả cái phần đầu kẹp cốt này.
lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn đẩy ra nó sẽ lò xo nó sẽ có trách nhiệm đẩy cho bác. Đấy, thì các bác xài rất là nhạt, về các bác xài sử dụng gia đình này, cắt kẹp này, tuốt dây này, bấm cốt cho em rất ok luôn, mà nhiều chức năng này, giá nó chỉ các bác giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đấy, tội gì các bác không mua, bình thường các bác mua những con kìm thường nó chỉ có một vài chức năng thôi mà giá nó khoảng tầm hơn 100.000, ở đây chỉ 100.000, sở hữu rất nhiều chức năng khác nhau, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em. Đấy, bằng thép CRV, phần đầu thân này có bọc cách điện để các bác xài sử dụng và sửa chữa điện đó an toàn nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Cái lên mã sẽ là cái mã cây kìm đa năng 100.000 một cây này, 100.000 một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá, tỉa lông mũi rất ok luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái dụng cụ tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái dụng cụ tỉa lông mũi nha. Giá nó thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. 30.000 một cái tỉa lông mũi nhiều không nhá. 30.000 một cái. 30k. Các bác nào mà lông mũi dài, đấy các bác dùng kéo các thứ giờ. Đấy, rồi các bác ngại cắt, đấy, đặc biệt là các bác dùng kéo rất nguy hiểm nhá. Chẳng may mà kéo nó có chạm vào trong bên trong mũi gây ra chảy máu rồi nhiễm trùng rất nguy hiểm. Đấy, mà bên trong mũi rất là khó xem, khó chữa. Các bác mua cho cái dụng cụ này về chuyên để các bác tỉa lỗ mũi nhá. Các bác chỉ việc xỏ vào trong lỗ mũi, các bác bấm cho em này, bấm cho em. Đấy là nó sẽ cơ chế của nó vòng xoay này, nó sẽ nghiến đứt cái lỗ mũi các bác nhá. Đấy, và cắt rất sạch sẽ, ok luôn, rất êm ái và dễ dàng sử dụng nhá. Chỉ việc cho vào sau đó các bác bóp. Đấy, và khi là dùng xong mình có thể vệ sinh cất đi cho em thoải mái luôn, hoặc là mang đi du lịch đi chơi ok luôn. Lên mã em sẽ là cái dụng cụ để tỉa lông mũi nhá. Giá em đang gửi bác là 30.000 một cái tỉa lông mũi nhá. Tiếp theo thì tiếp tục lại về, đó là cái mã hàng, đó là cái móc khóa titan nhá. Em báo giá luôn, cái này thì cũng giá hạt rẻ thôi, chỉ có 10.000 một cái móc khóa titan này. 10.000 một cái móc khóa titan nhá, 10.000 một cái. Đấy, nó không như những cái dòng móc khóa thường. Những cái móc khóa thường các bác xài rất là nặng, thứ hai là nó ít chức năng, như con này rất nhiều chức năng luôn. Và đặc biệt là cái ưu điểm của cái sản phẩm móc khóa titan này thì chất liệu nó là bằng titan, nên khi mà các bác xài rất là nặng, rất là nhẹ nhá, rất nhẹ. Titan là một cái loại vật liệu mà chất liệu mà siêu cứng và siêu nhẹ, chuyên dùng trong ví dụ như là cái ngành công nghiệp máy bay này, hoặc là những cái ngành ví dụ như là những cái móc đeo thứ này. Đấy, cái móc đeo này chuyên dùng cho ví dụ như là những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi, cắm trại, người ta hay xài cái móc này. Đấy, hàng này hàng bên em lô hàng nước ngoài rất xịn sò, ok luôn. Đó, hàng chuyên dùng cho dân phượt, dân leo núi này. Đấy, bình thường là các bác sử dụng như một chiếc móc bình thường, và các bác muốn khóa nó lại thì các bác siết trên cái phần vòng này. Đấy, là nó sẽ khóa cắc ngư luôn. Đấy, chắc chắn luôn nhé, không thể mở luôn. Đấy, rất an toàn, ok. Con này với là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường các bác mua ở thị trường nó chỉ bóp bóp này thôi, và nó rất là dễ dàng mở ra. Như con này này, siết vào cho em cái là nó chắc hư luôn. Đấy, chắc như đeo luôn nhá. Đấy, nó rất là hay, ưu điểm của nó rất là hay, và thứ hai là nó rất là nhẹ. Bình thường các bác mang những cái móc khóa kia rất là vất vả, nặng nề, nhưng con này các bác xài rất nhẹ này. Đấy, nhẹ lắm, con này nó bằng chất liệu titan này, siêu cứng siêu nhẹ nhá, dùng thích lắm. 10.000 một cái nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan, bên em là gửi bác một cái móc khóa này là 10.000 một cái. Đấy, giá rẻ bình dân mà dùng rất nhiều việc, móc chìa khóa, móc đồ thứ này rất ok luôn. Ăn video thì em còn hai con chảo tổ ong này, hai con chảo tổ ong em thanh lý nhanh bác luôn. Giá thì em báo luôn 100.000 một cái này. Đấy, lên mã em sẽ cái chảo tổ ong thanh lý nhá, 100k một cái mã chảo tổ ong thanh lý này, chỉ có 100.000 một cái thôi, rất chất lượng luôn. Đây, đó, quá xịn sò, 100.000 một cái nhá. Con này đường kính của nó rơi vào là 28cm. Đấy, về các bác dùng xào nấu bếp núc gia đình nhà mình rất ok. Đấy, cái lòng của nó rất là rộng, 28cm. Đấy, thiết kế dạng mặt tổ ong này. Đấy, các bác xào nấu rán riếc đây cho em ok. Thiết kế này, đó, tay cầm chắc chắn ok luôn, đinh tán chắc chắn lắm. Con này xài nhà bếp gia đình rất hợp lý. Và cái chắc là nhiều bác hỏi con này là có dùng bếp từ không, thì em nói luôn nhé, con này dùng bếp từ ngon lành nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em thoải mái. Đấy, hàng chuyên dùng thì các bác dùng bếp từ rất chắc chắn, chất lượng luôn. Đó, chảo tổ ong hàng thanh lý nhá, chỉ còn có 100.000 thôi, em còn là hai con duy nhất. Đấy, hai con bán nhanh nó luôn, bác nào nhanh tay còn chậm tay hết này, 100.000 một cái nhá. Chảo tổ ong hàng thanh lý, xào nấu rán nấu các thứ nhà bếp cho em rất hợp lý, chắc chắn chất lượng. 100k một cái chảo tổ ong thanh lý nhá. Lên nhanh luôn bác, đó là cái cây gãi lưng, các bác lên mã em sẽ đi cây gãi lưng nhá. Đấy, thì em đợt này em cũng đang giảm giá cây gãi lưng này, giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10.000, đó, 10k nhá, 10k. Cứ lên mã em sẽ cái cây gãi lưng chỉ có 10.000 thôi nhá, 10k. Đấy, 10.000 một cái cây gãi lưng này, giá rất hạt rẻ mà rất là tiện luôn. Về những cái chỗ vị trí các bác không thể với tay các bác gãi được, các bác dùng cây này mình có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra, thu ngắn lại rất tiện dụng. Cái phần đầu của nó sẽ là cái dạng sừng
đấy, dạng sừng đó, về các bác dùng gãi, vừa gãi vừa massage đấy, mà gãi lưng gãi liếc rất ok, 10.000 một cái nhá, tiện cực kỳ luôn đó, nhỏ gọn tiện lợi, các bác để ở nhà nhà mình đó, mỗi lần mình ngồi xem tivi thứ giờ mình ngứa lưng gãi lưng rồi đấy, thì mình dùng cái cây mình gãi này rất ok, 10k một cây gãi lưng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái dụng cụ cạp cắt ống này, các bác cứ lên mã em sẽ cái cạp cắt ống này đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, cắt ống kim loại rất tiện dụng luôn đấy, cạp cắt ống, cạp cắt ống kim loại nhá, giá em báo luôn 70.000 một cái cạp cắt ống kim loại này, 70.000 một cái, rất tiện rất hay, các bác không cần phải dùng điện, dùng lõm hay là máy móc có thứ lỉnh kỉnh đấy các bác, những cái ống đồng ống điếc có thứ này đấy, nó kích cỡ nó từ ống phi 32 trở về là con này cắt thoải mái luôn đấy, từ ống nhỏ nhất là ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống phi 32 nhá, đấy nó có kích cỡ đây là đấy, thì con này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc nới cái này ra, nếu mà ống to nới ra, còn nếu mà ống nhỏ các bác thu vào xoáy này đấy, sau đó các bác đây, ví dụ như này em có cái này đấy, các bác cạp nó vào đây, cạp nó khớp nó vào đấy, sau đó các bác siết nó vào là cứ thế, là các bác quay thôi, cứ thế này các bác quay đấy, vừa quay các bác vừa siết cho con này đấy, để cái lưỡi nó bấm bấm, lưỡi nó bấm vào là ok nhá, là ok, có thế đâu, rất tiện dụng luôn, giá thì bình dân hạt rẻ nhá, rất ok rồi. Đây này, đấy, sau khi quay nó sẽ tạo ra cái vết này, các bác nhìn này, đấy, tạo ra cái vết này đó, là các bác sử dụng ok, giá thì em đang gửi bác là 70.000. Con này cắt ống đồng, ống kim loại rất sắc bén luôn, cái lưỡi của nó sắc lắm, lưỡi cắt cực kỳ ngọt mà tiện, đỡ phải điện đó mày máy móc gì, các bác chỉ việc cầm này đi, các bác cắt xem đấy, chuyên này các bác cắt ống đồng, ống kim loại nhá, 70k một cái này, cạp cắt ống kim loại 70k một cái. Đây các bác cùng qua video này, không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó, dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC, dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng, đây là một cái cắt rất là mịn và phẳng luôn nhá, cắt rất là ngọt luôn, cắt ống kim loại, ống đồng, ống thép, ống tiếp này cắt rất là ngon này luôn, từ ống 3 nhá, nhỏ nhất ống 3 cho đến ống lớn nhất ống 32 đấy, cắt ống nhựa nó còn ngon nữa đấy, không những là cắt ống kim loại, cắt được ống nhựa luôn, ống nhựa cắt rất là ngon đó, 70.000 một cái này. Tiếp theo thì đây là về một cái bộ mã này rất hay, các bác cứ lên mã gì em sẽ cái bộ V9 nhá, bộ này mã của nó sẽ là bộ V9, em báo giá luôn, bộ này thì sẽ có giá là 40k đấy, về các bác có những cái con máy khoan pin này, máy khoan điện cầm tay nhá, rất tiện dụng luôn, các bác lắp cho em cái đầu này vào để các bác siết bu lông đấy, rồi là mở bu lông, rất tiện dụng luôn. Đây cái bộ của nó sẽ gồm có là 9 cái đầu nha, 9 cái đầu, kích cỡ của nó thì từ 5 này, 6 7 8 9 này, 10 này, 11 12 13, sẽ gồm có tổng là 9 đầu nha, đấy, 9 đầu đấy, các bác nhìn những cái đầu chưa, đầu nó chưa, chuyên để các bác dùng để siết và mở bu lông nhá. Đấy, và cái hay của nó cái này là thiết kế cái chân của nó sẽ là cái chân lục giác. Đấy, chân 635 ấy, về các bác cho vào những cái con máy khoan pin, máy khoan điện. Đó, các bác bắt vào để các bác siết bu lông, mở bu lông rất tiện dụng luôn. Đó thì các bác cứ lên mã sẽ cái bộ V9 nhá. Mã của nó sẽ là mã V9. Đấy, V9. Bên em đang gửi bác một cái bộ V9 này là 40.000 một bộ nhá. 40.000 bộ, nó sẽ gồm có là 4 cái đầu, 9 cái đầu này. Đấy, 9 đầu để các bác siết bu lông từ to nhỏ luôn. Có những cái đầu rất là hiếm này, đầu 5, đầu 6, đầu 7 này, những cái đầu này đã có kiếm mua lẻ rất là khó này. Đấy, như bộ này nó có luôn. Đấy, còn những cái đầu 13 thì là những cái đầu phổ thông, các bác xoáy cũng khá là nhiều này. Xoáy xe đạp, xe máy này, xoáy những thiết bị dùng ok luôn. Đó. Chỉ có 40.000 thôi, rất tiện dụng, về lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay là các bác chiến ngon lành luôn. Xoáy dùng để xoáy siết bu lông nhá, các nhá. Đấy, các bác cùng coi về cái sản phẩm này. Đấy, đấy, về các bác lắp vào máy khoan này. Đó, siết ngon lành luôn nhá. Đấy, siết này. Đấy, siết ngon lành luôn. Thấy không? Đấy, mở ra này, siết vào này, ngon lành luôn nhá. Rất tiện dụng. Đó, về lắp vào máy khoan là xài thôi. 40k nhá, 40k. Cái bộ mũi vít V9 nhá. Đấy. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Các bác lên mã em sẽ cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này hay lắm. Về các bác xài gia đình này. Đó, rất tiện dụng luôn, mình xài được cả nhà xài luôn. Đấy, bấm móng tay này, rồi là có những cái đồ ví dụ như lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm kéo lấy da chết này. Đấy, rất tiện này. Một bộ này là giá nó chỉ có là đi 40.000 thôi. Đấy, đựng trong một chiếc ví rất đẹp này. Đấy, chắc chắn chất lượng. Đấy, hàng rất xịn sò, ok. Đấy, ví nâu các nhá, ví nâu rất nhiều chi tiết, chuyên dùng được các bác làm móng, làm neo, đấy, thời trang các thứ, là đặc biệt là dùng cho
các chị em phụ nữ thì bộ này rất là ok. Đó, 40k nha, 40k. Cứ lên mã giúp cho em xem cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Bộ bấm móng ví nâu này. Giá của nó sẽ là đi 40.000. Đấy, chỉ có 40.000 bộ thôi. 40k một bộ, giá quá hạt rẻ bình dân. Đây quay cho bác lần nữa này. Đó, bấm móng tay này, kìm cắt lấy ra chết này. Bên này có những cái đồ rũa giếc rồi cả nhíp này, đồ lấy dây ta này, rồi là có những cái đồ nặn mụn này, tuyệt là vời luôn. Đó, còn bộ này 40.000 nhá, bộ ví nâu nhá, cứ lên mã cho đầu bộ ví nâu 40k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái dụng cụ tay nắm cửa này. Đấy, về các bác có nhà các bác nào hay có những cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác xài trong này ngon lành luôn. Đây, đấy, một cái dạng tay nắm cửa về để các bác bọc cái tay nắm cửa nhà mình vào, đấy, tránh tình trạng là va đập này, chấn thương cái thứ này. Đấy, về các bác bọc vào, thứ nhất là vừa bền cái tay nắm cửa này, thứ hai là nó bị tránh bị va đập vào trong tường. Đấy, đặc biệt là cái tường nó hay có gạch men cái thứ, nó hay đập vào nó bị vỡ cái thứ, thì các bác mua cái này về, đấy, nó giảm chấn thương thứ đi, rồi là giảm bị va đập cái khóa và nó nhanh hỏng nhá. Đấy, về cứ có tay nắm chữ L là các bác cài vào trong là ok. Đấy, kích thước kích cỡ của nó là silicon co giãn này, các bác lắp hầu như tất cả các loại cửa bây giờ đều dùng được cái này luôn. Đó, tay nắm cửa silicon nhá, giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá một cái tay nắm cửa này là 15.000 một cái, chỉ có 15k thôi, 15k một cái tay nắm cửa này, 15.000 cái, giá rất hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đây các bác cùng qua này, về cứ có tay nắm cửa chữ L là các bác bóc vào đây. Đấy, bọc vào đây. Đấy, ngon này cái nào luôn. Đó, đẩy cái là dính luôn, rất ok nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Đó, về bọc vào cái tay nắm cửa chữ L là ok, 15.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái tay nắm cửa 15k một cái. Cái kìm tuốt dây thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác nhá, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k một cái cây kìm tuốt dây nha, 40.000 một cái thôi, chỉ 40.000. Về các bác dùng để tuốt dây tuốt giếc các thứ này rất tiện dụng luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác anh em thợ điện này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình điện dân dụng có một con này rất tiện. Đó, các bác sẽ tuốt được các cỡ dây là từ 2.6 ly này cho đến nhỏ nhất là từ 0.6 ly cho đến lớn nhất dây là 2.6 ly nhá. Đấy, rất nhiều kích cỡ dây khác nhau này, milimet, AVKG này. Đấy, nói chung là nó nhiều cỡ, nhiều dây khác nhau. Đó, về các bác xài sử dụng điện dân dụng, điện gia đình ok luôn. Ngoài chức năng là tuốt dây, nó còn có cả một cái chức năng là cắt dây được luôn này. Đấy, vừa tuốt dây vừa cắt dây mà nó rất là nhỏ gọn nhá, nó chỉ vừa một cái lòng bàn tay thôi, các bác có thể bỏ túi mang đi mang lại, rất tiện dụng luôn. Nói chung là anh em thợ nên có, hoặc là gia đình các bác nên có một cái tuốt cực kỳ tiện luôn, chỉ cần việc cho dây đây cái giật cái ra luôn. Đấy, vỏ ra vỏ mà lõi đồng ra lõi đồng luôn. Đấy, rất ok, chắc chắn chất lượng luôn. 40.000 một cái nhá, kìm tuốt dây. Đấy, 40k một cái kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì lên nhanh luôn cho bác, đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Đấy, thước kẹp điện tử nhá, em báo giá luôn, một cái cây thước kẹp điện tử này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100.000 nhá, 100.000, 100k cho một cái cây thước kẹp điện tử này, 100k thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp gem điện tử 100.000 một cây. Đó, có đi kèm một cái hộp đựng bảo vệ này, và bên công ty thì rất là cẩn thận, có gửi kèm thêm cho bác là một viên pin dự phòng và một viên pin có tích hợp sẵn ngoài rồi. Đó, thì một chiếc thước kẹp điện tử này là 100.000 một cái. Đây, quay cho bác coi luôn. Đó, hàng của nó mới nguyên hộp luôn nhá. Chất liệu của toàn bộ của nó là bằng nhựa và carbon. Đấy, bằng nhựa và carbon nhá, rất chắc chắn chất lượng luôn. 100.000 thôi nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, và đi kèm là một viên pin này, một chiếc hộp đi kèm. Đấy, đầy đủ một bộ luôn. Đây, về các bác dùng để kèm thì bắt đầu về thì các bác sử dụng là các bác rút treo cái xeo pin ra này. Đấy, rút cái xeo pin ra. Đấy, rút ra cái là nó nhảy luôn, còn nếu mà về các bác chưa rút là nó không nhảy đâu nhá. Đấy, đóng vào là nó sẽ bị mất, nó không lên đâu. Đấy, đây, đấy, em bấm giờ nó không lên này. Đó, giờ các bác muốn được thì các bác rút ra cái là nó hiện luôn. Đó, thấy không, rất ok. Con này thì các bác dùng để đo gem, đo ly rất tiện dụng, mà đặc biệt là những bác nào mắt kém, các bác nhìn vào đây này, nó rất là khó nhìn thì các bác nhìn luôn vào cái màn hình xem, kéo đầu nó đo này luôn. Đấy, kéo đầu đo này luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây, và có một cái nút on off này, lúc nào dùng bật lên, không dùng mình tắt đi, tiết kiệm pin. Đấy, và có hai đơn vị đo là mili với inch, một đơn vị là zero xóa sạch này. Con này thì nó sẽ có phần pin của nó đây, pin của nó sẽ là pin cúc áo. Pin này thì các bác rất là dễ mua và rất là dễ dàng thay thế rồi. Đấy, và bên nhà sản xuất là có gửi kèm thêm một viên pin dự phòng nên các bác cứ xài cho em thoải mái luôn. Đó, đây. Đấy, các bác có thể đo kẹp trên này, kẹp trên này, kẹp dưới này. Ngoài ra có một cái phần dâu nó thò ra để các bác có thể đo chiều sâu. Đấy, đo chiều sâu. Nói chung khá là tiện nha, một cây thước kẹp nha. Xài anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này, đo kẹp những cái đồ cần thiết này mình rất ok.
đó, 100k nhá, 100k một cái cây thước kẹp điện tử, nó có hiển thị cái màn hình điện tử trên này nó rất là ok, các bác biết là chính xác của nó bao nhiêu để đỡ phải nhìn số ở đây mà nó báo luôn trên màn hình luôn, và bác nào mắt kém nhìn vào cái màn hình nó rất là dễ nhìn này, số to rõ ràng ok đấy, mà nó chính xác chuẩn xác nhá, đấy, chuẩn xác từng mm một luôn đó. 100k một cái nhá, thước kẹp điện tử mới nguyên hộp nha, rất chắc chắn, cái này bên em bán khá là nhiều, giá hợp lý mà sản phẩm dùng chất lượng ạ. Cái gen con nhiệt nhá, đấy thì hôm qua hôm kia thì đang bán cái mã gen con nhiệt cái loại 10.000 một bó ấy, thì đang bán cái mã này thì nó hiện tại đang hết hàng rồi đấy, nhưng mà em anh nhập được cái lô này nó xịn hơn đấy, mà giá của nó thì cũng chỉ có nhỉnh hơn một chút thôi đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái túi gen con nhiệt 162 ống nhá, đấy 162 ống, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k một cái túi gen con nhiệt 162 ống như này. Cái này thì nó sẽ chia ra làm từng túi một nhá, đấy từng túi một, nghĩa là nó nhiều cỡ, nhiều cỡ, và nó sẽ chia từng túi một với từng cỡ khác nhau đây, ví dụ như là một túi này cỡ này chắc của nó cỡ một ly này, đấy, rồi là cái loại này chắc là tầm 5 ly này, đấy, 5 ly rồi là 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, đấy, nói chung là nó cũng khá là nhiều cỡ khác nhau các bạn, và nhiều ống khác nhau nhá, đấy thì 162 ống nhá. Đấy, 100 em ngồi đếm là một túi này là 162 ống khác nhau này. Đó, và cái hay của cái túi này là nó rất nhiều màu khác nhau. Để về tiện cho việc là các bác có thể đánh dấu dây nhá. Đánh dấu dây ví dụ là dây màu này là dây dương hoặc dây âm các thứ, hoặc là dây nóng, dây lạnh các thứ ra. Để về các bác đánh dấu nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó cũng chỉ có cao một chút thôi. Mà 20.000 một túi như này là 162 ống nhá. Đấy, 162 ống. Giá sẽ là 20k một túi nhá, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Về các bác xài, nói chung nếu mà các bác xài gia đình thì chắc là phải vài năm mới hết một túi này. Còn nếu mà anh em thợ thuyền xài bộ này cũng rất là tiện, giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về các bác xài chưa? Đó, túi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, dòng này là dòng gen con nhiệt nhá. Đấy, gen con nhiệt 20k một túi này là 162 ống nhá. Rất nhiều kích cỡ khác nhau đã chia ra từng túi một nha. Về các bác bóc ra là xài thôi. Đấy, nó phân chia từng túi một rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái phích cắm chịu tải công suất 3.000W này, hàng của Hinoki nhá. Đấy, Hinoki thì nó là công ty của Việt Nam. Đấy, nhưng mà nó chịu trách nhiệm dưới sự giám sát của Nhật cũng nhá, rất xịn sò luôn. Đấy, hàng made in Việt Nam, Hinoki. Đó. Con này chịu tải công suất lên đến là 3.000W nhá. Đấy, chuyên dùng cho những cái dòng thiết bị nó công suất lớn quá, công suất lớn. Đây. Đấy, phích cắm siêu chịu tải này. 3.000W hàng của thương hiệu Hinoki này. Đấy, an toàn là trên hết nhá. Mua một lần dùng một đời. Đấy, cái thiết bị điện mà của công ty Hinoki này bên em bán rất là nhiều những cái sản phẩm của công ty này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn, dùng rất thích nhá. Đây. Đấy, nó thiết kế rất chắc chắn luôn này. Cái phần đầu đồng này rất to, bản rất to chắc chắn luôn. Ốc yếu các thứ này. Đấy, thiết kế rất là đẹp nhá, có cả cái phần chống gập gãy dây. Rất ok. Đó. Đây. Đặc điểm nổi bật này, thân phích được làm bằng nhựa chuyên dụng này, dùng cho thiết bị điện chống vỡ này, chịu nhiệt này, chống giò điện này. Đấy, chân phích làm bằng đồng này, chất lượng cao, dẫn điện tốt, không phóng điện này, siêu bền, không dỉ sét nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn lên đến là 3.000W nhá. Đấy, 3.000W. Đấy, thì các bác những cái thiết bị nào nó dùng những cái con motor ấy, có thứ giờ dùng những cái công suất nó lớn. Đấy, các bác hay cắm những cái dòng phích nhỏ là nó hay bị chảy phích các thứ giờ. Đấy, các bác mua trang phích này về các bác thay rất chắc chắn luôn. Đấy, về các bác thay cho nó ok. Lên mã thì em sẽ là cái phích cắm màu cam nhá. Phích cắm màu cam chịu tải là 3.000W nhá. Giá của nó thì em bán rẻ thôi. Giá của nó em đang gửi bác giá sẽ là 10k một cái nhá. 10.000 một cái phích cắm màu cam công suất 3.000W nha. Đấy, cứ lên mã thì em sẽ là cái phích cắm màu cam cho nó dễ không nhá. Đấy, màu cam đó 3.000W. Chỉ có 10.000 một cái thôi. Về các bác chuyên dùng để sử dụng những thiết bị chịu tải cao, công suất lên đến 3.000W nha. Đó. Tiếp theo thì về thêm cho bác cũng đó là cái dòng đồ điện của Hinoki này. Đấy, Hinoki đây. Đây. Đấy, Hinoki con này là cái công tắc nhót nhá. Đấy, công tắc nhót. Đấy, hàng của Hinoki thì các bác yên tâm về chất lượng và cái độ hoàn thiện của cái sản phẩm Hinoki rất chắc chắn luôn. Đấy, công tắc nhót, nhưng mà em cầm, nhưng mà so với cái dòng công tắc cỏ các bác không mua ngoài thị trường cũng là công tắc nhót luôn, nhưng mà ngoài thị trường không bao giờ nó chắc chắn này. Đấy, các bác nghe tiếng kêu phích này của cái công tắc này rất sướng luôn, bấm cực kỳ thích. Đấy, nó có độ đàn hồi, bấm rất thích và nó rất là chắc chắn. Chân của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân là chân đồng, mà thiết kế nó, cái nhựa nó rất là dày đó. Về các bác xài sử dụng nhá, bật tắt công tắc bóng đèn các thứ rất ok luôn đó.
Con này thì 5A 250V. Đó, về các bác xoáy hai cái ốc này ra đấu dây và là xà thôi. Đấy, công tắc nhót nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái công tắc nhót của Hinoki. Đấy, bên em sẽ bán nó combo một lần là 3 cái, giá sẽ là 20.000 cho 3 cái này. Đấy, công tắc nhót nhá, 20.000, 3 cái công tắc nhót nhá. Giá rất hạt rẻ đúng chưa? Đấy. À, tiếp theo đó là cái phích cắm điện âm. Đấy, phích cắm điện âm. Phích cắm điện âm này thì cũng sẽ có giá là 20.000 cho 3 cái phích cắm âm nhỉ. Đấy, cứ lên mã em sẽ cái phích âm nhá. Đấy, phích âm 20.000 3 cái phích âm. Về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Đấy, bình thường là các bác đấu thiết bị là các bác ví dụ như là nó có một cái thiết bị mà nó đã sẵn có sẵn cái phích cắm này rồi. Nếu mà các bác mà nhiều khi là nó bị liền. Đấy, mà nó liền thì các bác là cứ phải cắt ra các bác đấu dây lại thì nó rất là lãng phí, thì nó lại bị mất cái độ zin của sản phẩm đi. Đấy, thay vì như thế thì các bác mua cái này về, các bác chỉ việc là đấu dây ở cái đầu nguồn đằng này thôi. Còn cái đầu này là các bác không phải cắt dây đấu nào cả, các bác chỉ việc cắm hai cái với nhau. Đó, cắm hai cái với nhau là các bác xài. Đấy, phích cắm rất chặt và rất là ngậm luôn. Đó, con phích âm thì rất tiện này. Đó, về các bác xài sử dụng nhá. Đó, cắm các thiết bị nhà mình đỡ phải cắt dây giết gì, chỉ việc đấu phích nhà vào, sau đó là đấu vào nguồn điện là các bác phập vào là xong thôi. Đó, phích âm nhá. Cứ lên mã em sẽ là phích âm combo 3 cái. Đấy, bán một lần 3 cái nhá, giá sẽ là 20.000 3 cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái này là cái ổ điện cũng của công ty Hinoki này. Hinoki này em bán nó khá nhiều sản phẩm, thì nói chung là cái hàng của Hinoki này thì nó rất là chất lượng, dùng ok, mà hàng lại của Việt Nam đấy, nên mình ủng hộ được là cái tốt các bạn, vì hàng Việt Nam mà. Đấy, nên mình ủng hộ người Việt dùng hàng Việt đó. Phích cắm ổ cắm chịu tải liền dây này, 3A 250V nhá. Đó, con này nó chịu tải được công suất là lên đến là 30A nhá, 30A. Đấy, các bác nào muốn một cái con ổ hàng chịu tải cao thì các bác mua trong con ổ này. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn này. Đấy, thì các bác dùng cho em ổ này rất ok luôn. Đây này, đấy, tem kiểm định chất lượng rất ok luôn này. Đây, đó, 6.000W nhá. Đấy, 6.000W max là 30A 250V. Đó, made in Việt Nam, hàng của công ty Hinoki. Hinoki. Con này thì ổ này sẽ gồm có là 1 2 3 4 5 6 lỗ nhá, 6 lỗ và nó sẽ có một cái đèn báo luôn. Và sợi dây đi kèm. Dây là nó cũng sẽ đúc liền với ổ với dây luôn. Đây. Đấy, có cả dây phích này, phích của nó cũng là phích đúc luôn này, rất chắc chắn nhá. Dây thì rất là mềm. Dây mềm lắm, dây dùng mềm dùng thích. Đó. Về các bác cắm ví dụ như những cái thiết bị điện công suất lớn, máy móc, máy hàn máy hiếc này, rồi là nồi lẩu này, máy bơm motor này. Đấy, các bác cắm con này cho em rất ok, hàng toàn bộ là hàng chân đồng 100% luôn, chắc chắn chất lượng lắm, cắm thích lắm. Con này nhà em đang xài nó bền chất lượng. À, đây là thông số kỹ thuật này, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi xứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ là mặt ổ chống cháy này, không mối hàn. Đó, rất ok, chịu tải công suất lớn 6.000W nhá. Cứ lên mã giúp xem cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, ổ điện U6. U6 nhá, U6. Mã của nó sẽ là mã U6 nhá. Mã ổ U6, giá của nó thì em báo luôn. Bao tiền nhỉ? 120k. Đấy, 120.000 một cái ổ này. Chỉ 120.000 thôi. Đó, 120k một cái ổ điện, mã sẽ là mã ổ U6 nhá. U6 hàng mới tinh của công ty Hinoki. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao. Mua một lần dùng cả đời luôn. Đó, rất ok, chắc chắn chất lượng U6 này. Đây, các bác cùng ngắm lại em nó, rất chắc chắn luôn, hàng chất lượng lắm, cầm nặng trịch, cầm cái ổ rất nặng luôn, mắc 6.000W nhá. Đó, rồi, ổ điện mã U6 nhá, U6 120.000 một ổ này. Tiện đô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây, các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi có cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây và là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá,
chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này. 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng, rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây, cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha. Vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này. Giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em, sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy. Hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây. Made in China nhá. Đấy, made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây, các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là có hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá. Về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này. Xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn. Mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không, đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nhá, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu, nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là hạt rẻ rồi. Đấy, thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá, 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi, chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thể nào các bác cũng tranh nhau luôn, vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó, rồi 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây, đấy các nhìn này, tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự, ok. 90k một cây, vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không nhiều đâu các nhá. Rồi, em lên luôn cho bác, đó là cái một cái sản phẩm rất hay, đó là cái rắc nguồn chuyển từ 5V sang 12V nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 20.000 một cái rắc nguồn nha. Đấy, 20.000 một cái rắc nguồn chuyển từ 5V qua 12V. Đấy, thì cái cổng vào của nó này, cổng vào của nó sẽ là cái chân USB. Cái chân USB này thì về các bác có thể là ví dụ như là các bác có những cái cục sạc dự phòng. Đấy, các bác cắm vô để các bác lấy nguồn, hoặc thứ hai là các bác có một cái cục sạc điện thoại nha này. Đây, các bác có một cái cục sạc điện thoại như này, các bác cắm vô cho em là các bác sẽ cấp nguồn cho nó này. Đấy, thì cái nguồn vô của nó sẽ là nguồn 5V nhá. Nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Và cái nguồn ra của nó rất là hay là nó sẽ kích đẩy lên là 12V. Đấy, đẩy lên là 12V, thì cái chân của nó đây. Chân nguồn ra đây. Đấy, đẩy lên cho em là 12V nhá. Đó, thì đây em sẽ cắm thử và em đo cho bác luôn đây này. Đây, ở đây em đang có một cái này em đang cắm một cục sạc để em đo luôn đấy bác, các bác nhá. Để đo luôn đấy bác, để các bác coi luôn xem nó có lên chuẩn là 12V không. Đó, không có khi nhiều bác thắc mắc này. Đây, em đo luôn đấy bác nhá. Đấy, đo luôn này, 12.58V nhá. Đấy, điện DC. Đấy, điện DC, điện một chiều nhá, 12.58V. Đó, cái nguồn 12V này thì các bác sử dụng trong rất nhiều việc luôn, và đặc biệt là cái củ wifi. Đấy, củ wifi. Đây, ví dụ hiện tại em đang có một cái củ
củ wifi của Viettel này. Đấy, em cắm vào cho bác coi nhá. Đấy. Đây, các bạn nhìn này, DC 12V đúng nhá. Các bạn nhìn chưa? DC 12V em cắm cho bác coi. Các bạn nhìn nhá. Lên luôn. Đấy, rất là hay nhá. Bình thường ấy, là các bác cứ phải dùng một cái cục adapter nó rất là to. Mà thứ hai là trong những cái trường hợp mà mất điện thì wifi không thể làm việc được. Thay vì thế thì các bác em sẽ có một cái giải pháp này, thì các bác sẽ mua cái dây này về và các bác có một cái cục sạc dự phòng, các bác cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa. Đây, ví dụ ở đây là cái cục sạc dự phòng nhá, cắm luôn vào cái cục sạc dự phòng chưa, thế là lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Đấy, rất là hay. Đấy, lúc nào các bác cũng có wifi dùng luôn. Mà thứ hai là nhiều khi là các bác dùng những cái con nguồn 10 à những cái thiết bị nguồn 12V. Đấy, các bác chế cháo hay dùng những thiết bị 12V mà các bác mua những cái cục nguồn nó rất là đắt đỏ. Mình thứ nhất là điều kiện kinh tế các thứ nó không cho phép này, mà thứ hai là mình muốn đơn giản hóa đi thì các bác mua cho em cái dây này về, rất ok luôn. Đấy, nguồn của nó sẽ là từ 5V nhá, đẩy lên 12V. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái rắc nguồn hoặc là dây nguồn 5V chuyển qua 12V nhá. Giá của nó sẽ là 20.000 một dây. Đấy, em vừa đo cho bác thực tế rồi. Đấy, đo cho bác thực tế thôi. Thì về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này. Đấy, có những cái cục sạc điện thoại như này các bác cắm, hoặc là các bác kiếm những cái cục sạc dự phòng các bác cắm để các bác có thể là cấp nguồn cho những cái con wifi này trong những trường hợp mất điện các bác nhá. Đấy, hoặc là những cái thiết bị nó dùng cái nguồn 12V, cái nguồn DC 12V nhỉ. Để về các bác chế cháo này, rất ok luôn. Đấy thì về các bác cứ có cái cục sạc điện thoại hoặc là cục sạc dự phòng có cổng USB, nguồn ra sẽ là 5V. Đấy, ví dụ như cái cục em đang cầm trên tay đây, cục này là cục của Samsung này. Đấy, nhà em cũng đang bán cục này luôn. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm cái cục sạc cục nguồn 5V 2A của Samsung này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc Samsung 12V. Cục sạc Samsung 5V 2A nhá, cục sạc Samsung 5V 2A này. Đấy, 5V 2A. Giá của nó sẽ là 30.000 một cái củ này. Đấy, về các bác cấp vào 220 nó sẽ ra nguồn 5V để các bác có thể sạc điện thoại các bác nhá, hoặc là các bác cấp nguồn cho cái này để các bác xài cũng ok luôn này. Đấy thì cái dây này bên em đang gửi bác là 20.000 một dây, rắc nguồn 5V ra 12V là 20k. Còn cái củ sạc của Samsung này thì đang gửi bác là 30k nhá. Đấy, một cái thiết bị rất là hay mà hầu như gia đình nào cũng rất là cần, hoặc là anh em thợ thuyền chế cháo cần một cái nguồn 12V. Đấy, nó không cần quá là cồng kềnh, mà thứ hai là giá nó hợp lý, chỉ có 20.000 một dây thôi. Mình mua về để các bác chế cháo nghịch ngội cũng rất hay luôn đấy nhá. Đó, rắc nguồn 5V ra 12V, giá đang gửi bác là 20.000 một dây nhá, 20.000 một dây. Cái này thì em cũng chia sẻ hơi chi tiết một chút, thì chắc là nhiều bác bảo em nói nhiều thì thông cảm giúp em là nhiều khi những cái sản phẩm mới này nhiều bác chưa biết thì em nói nhiều một chút để cho các bác biết thôi nhá. Đấy, nhiều bác chưa biết thì các bác biết. Đấy, thì các bác nào mà biết rồi thì mình có thể tua qua, hoặc bác nào ưng thì biết về sản phẩm này có thể có nhu cầu đặt mua luôn thì gọi luôn nha, thì em chốt luôn nhá. Rắc nguồn 5V ra 12V, giá đang gửi bác là 20.000 một dây. Tiếp tục lại về đó là cái dòng móc khóa của titan. Đấy, chất liệu titan siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, dòng này là dòng của công ty leo núi, công ty thám hiểm này. Đấy, hàng họ thanh lý, bên em ôm lô được giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chất liệu là bằng titan nhá, siêu cứng siêu nhẹ nhá, chuyên dùng cho dân du lịch, dân thám hiểm, dân leo núi đấy. Người ta hay dùng cái móc này. Đấy, đi em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 10k nhá, 10k một cái móc khóa titan này, chỉ có 10.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân thôi, 10.000 một cái. Về các bác dùng để móc đồ này, móc chìa khóa này, móc ba lô này, hoặc là các bác có thể mua về xích động vật, con vật các thứ, nhà mình xích chó má rất hay. Đây này, bình thường là các bác sẽ dùng làm một chiếc móc khóa bình thường nhà nhá. Đấy, các bác bóp vào thì nó sẽ mở ra và các bác thả tay nó sẽ tự động nó đóng vào. Còn một cái hay nữa là các bác siết trong cái vòng vào. Đấy, siết trong cái vòng này vào là nó sẽ khóa ngắc ngứ luôn, chắc như đeo luôn nhá, không thể giật ra được nhá. Đấy, nó có một cái chi tiết rất hay nha, là nó có một cái gen nha. Đấy, lúc nào các bác muốn mở các bác xoáy trong, lúc nào các bác muốn đóng các bác siết vào trong, rất là ok luôn. Đấy, cái này với lại hàng gọi là hàng chuẩn móc khóa này, chứ bình thường là các bác mua những cái móc mà nó chỉ có như này thôi, nó cũng chỉ là cái móc thôi, chứ còn đây với gọi là móc khóa này. Đấy, nó có cả cái khóa an toàn đây này, rất hay luôn nhá. Đấy, đây với là hàng chuẩn móc khóa này, đó, khóa cứng đơ luôn, rất chắc chắn an toàn, ok nhá. 10.000 nhá, 10.000 lên mã giúp cho em sẽ là cái móc khóa titan, bên em gửi bác là 10.000 một cáo nhá, giá rất hạt rẻ bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhiều bác thì có hỏi là bên em có thuốc diệt kiến được không, thì đây một cái giải pháp rất tốt cho bác luôn, để về các bác chuyên dùng để diệt kiến ở gia đình nhà mình nhá. Đấy, nó là chế phẩm diệt kiến sinh học nhá. Đấy, chuyên dùng để diệt kiến nhá, rất tốt luôn và rất là nhạy nhá. Các bác chỉ dùng cho em một vài lần thôi là con kiến là nó sợ nó chạy hết luôn. Đấy, mà rất là hay,
là cái lọ này các bác cứ giỏ trực tiếp vào những chỗ nào mà kiến nó hay chạy đi chạy lại hoặc là hang ổ của nó nhá. Và khi mà cái con kiến nó ăn vào và nó sẽ đi về tổ, và đi về tổ thì cái bọn kiến ở cùng đấy là nó sẽ bâu với cái con đấy, và nó sẽ chết là nó chết hàng loạt luôn, nó chết là chết cả tổ luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác chỉ diệt được những con ở ngoài thôi, như cái chế phẩm rất hay là bắt đầu nó về tổ, bắt đầu nó bu vào cái con đấy là nó sẽ bị lây, lây cái chất độc của cái thuốc này là nó sẽ chết hết cả một tổ luôn. Đó thì bên em đang gửi bác giá 3 lọ thuốc kiến nhá, bán là sẽ bán theo 3 lọ một nhá, 3 lọ một. Giá 3 lọ này sẽ là 20.000. Đó, giá rất bình dân thôi, 20.000 cho 3 lọ thuốc kiến nhá. Đấy, riêng dòng này thì không nhạy, không lấy tiền bác luôn. Dùng rất hay. Ở đây nó sẽ có cách dùng một thứ đầy đủ hết là để về các bác đọc sau đó các bác giỏ vào. Rất ok luôn. Chỉ các bác giỏ cho em khoảng tầm 1 2 tiếng sau kiến đi hết luôn. Đó, rất nhạy nhá. 20k nhá, 20k cho 3 lọ thuốc kiến nhá. Đấy, bán theo combo là 3 lọ một là 20.000 3 lọ thuốc kiến nhá. Sản phẩm tiếp theo thì đây lên luôn cho bác, đó là cái chai nước tẩy bùn cầu này. Thì em báo giá luôn chai này thì bên em đã cũng đang gửi bác, giá sẽ là 50.000. Hàng này thì cũng hàng của siêu thị Nhật các nhá. Hàng cũng của siêu thị Nhật, một chai này sẽ là 500ml. Cái này nó là cái dòng mà nó giống những cái chai mà Vim ấy, những cái chai mà nước tẩy vệ sinh con vịt mà các bác hay xài ở gia đình mà Việt Nam mình hay bán ấy, nhưng mà dòng này nó là dòng hàng nội địa của Nhật. Đấy, nên là các bác yên tâm về chất lượng, dùng rất sạch luôn. Đấy, dòng này của nó là cái dòng nước tẩy đậm đặc siêu sạch. Đấy, một chai 500ml với công thức là tẩy rửa cực mạnh nhá, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn này, vết ố vàng này, diệt trùng này, khử mùi hôi khó chịu, giúp bồn cầu luôn sạch bóng này. Đó, và cái loại này nó là đậm đặc gấp 10 lần so với cái loại bình thường. Đấy, như giúp bám lâu hơn trên bề mặt. Đấy, và kéo cái dài cái thời gian mà cái dung dịch này tiếp xúc này. Đấy, để nó tẩy sạch những vết ố bẩn này, rồi là những cái mùi hôi khó chịu ở trên bồn cầu nhá. Đấy, hàng này nó là hàng bán top, bán chạy top 1, số 1 của Nhật nhá, rất chất lượng luôn. Một chai là 500ml. Đây các bạn nhìn này, made in Japan. Đó, đây không, made in Japan. Đó, hàng rất chất lượng luôn. Đây thì nó thiết kế cũng theo cái dạng kiểu dạng con vịt này, thì về các bác nghiêng nghiêng cái này xong rồi ở cái góc này đấy, các bác đổ thì nó sẽ ra. Đấy, nó sẽ ra nước nhá, nó sẽ ra nước. Đấy, thì các bác ngửa chai này, sau đó cái phần vòi nó sẽ quặp ra và các bác phun vào trong những cái gầm của cái bồn cầu thì mình các bác để các bác xịt rửa nhé. Đó thì một chai này là 500ml thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k một cái chai nước tẩy bồn cầu nhá. Các bác có lên mã em sẽ là cái chai nước tẩy bồn cầu, giá em đang gửi bác là 50k một chai. Đấy, hàng cũng của siêu thị Nhật, made in Japan, rất xịn sò chất lượng luôn. Cái này chuyên dùng để tẩy rửa sạch sẽ bồn cầu nhá. Đấy, nó thay thế những dòng nước truyền thống các bác hay xài, nó rất là loãng, như con này nó là dòng siêu đậm đặc nhá, và tẩy rất là sạch, rất là thơm luôn. Đó, giá bên em là gửi bác là 50k một chai, hàng cũng là hàng sách tay siêu thị Nhật, rất xịn sò luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này. Đấy, lên mã em sẽ cây gãi lưng, các bác có thể là thu ngắn vào, các bác có thể kéo dài ra. Đấy, những cái vị trí mà khó gãi, bình thường là những cái vị trí ở lưng các thứ giờ bác dùng rất là khó thò tay, các bác gãi được, các bác mua cho cái cây này về. Đấy, mình kéo dài ra thò vào lưng các thứ mình gãi nhá, rất tiện dụng luôn, vừa gãi ngứa vừa massage, rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác giá một cái cây gãi lưng này là 10.000 một cây nhá, 10k. Lên mã em sẽ cái cây gãi lưng nhá, cái phần này của nó đầu nhựa sừng. Đấy, gãi rất là êm luôn. 10.000 một cái cây gãi lưng nhá. Bộ mũi khoan đa năng nhá, lên nhanh luôn bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng, một hộp này là 5 mũi nhá, về các bác sử dụng khoan gia đình nhà mình. Đấy, rồi anh em thợ thiền cũng thể khoan thoải mái luôn. Đấy, dòng mũi khoan đa năng, cái đầu của nó rất là hay thiết kế cái dạng là đầu tên lửa này. Đấy, để khi mà các bác khoan đấy, nó những cái đặc biệt là những cái vị trí ví dụ như là ở gạch men, những cái chỗ đá hoa nó hay bị trơn, nó hay bị trượt mũi khoan, các bác khoan nó rất là khó, và khoan rất hay bị trượt mũi là rất nguy hiểm, hay bị vỡ đá thứ gì. Đấy, rồi những cái chỗ vị trí đánh dấu mà các bác khoan nó bị trượt mũi là nó rất bị sai vị trí, sai lệch vị trí, là các bác bắt những cái đồ thứ vào nó bị cập kênh thứ giờ nó bị thấp bên cao nó rất là khó chịu, thì các bác mua cho cái bộ mũ này về. Cái đầu nó thiết kế dạng đầu tên lửa, nó vào nó rất là ngọt luôn, các bác cứ vào cho em, nhấp cho em vào từ từ vào cực kỳ ngọt, bảo hành bác luôn nhá. Các bác nếu mà không vào từ em cho các bác trả lại luôn, khoan ngọt lắm. Cái này em cũng đã dùng thực tế rồi, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, thì một bộ này của nó sẽ gồm có là 5 mũi nhá. Đấy, 5 mũi 2 4 5, nó sẽ có là 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Nói chung là các bác dùng cho em bộ này, các bác dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này cũng quá ok luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhé. Bộ này thì bên em gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k. Lên mã em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Đấy, bộ mũi khoan đa năng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12. Đấy, thì giá của nó sẽ là 100.000 một bộ đúng không nhá. Đấy, mua bán bên em là bán cả bộ luôn các bác, bán cả bộ về các bác xài cả bộ luôn. Đấy, mình xài lúc nào mình cũng có cái mũi
tất cả các loại lỗ hầu như là dùng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng hết luôn. Một bộ này 100k, bộ 5 mũi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ sắt này. Nên bạn em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây này dùng hai lắp. Đấy đây. Nó là cái dạng cái cây những cái sợi thép nó nhỏ li ti nha, có nhìn này. Nó bện vào rất nhiều những cái sợi thép bỏ đi, nó bện vào thành một cái bó nha. Đấy, để các bác về các bác dùng để các bác cọ son, cọ nồi, cọ những cái đồ ở gia đình nhà mình này. Đấy, rất tiện dụng luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ sắt nhá. Cây chổi cọ sắt nó có phần tay cầm rất tiện, có cả phần móc đeo, dùng xong các bác thể đeo lên. Đó thì đây, các bác về xài rất ok. Cây chổi cọ sắt này bên em đang gửi bác, giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ sắt này. 30k. Đấy, 30k một cái cây chổi cọ sắt nó xòe xòe nhỉ. Đấy, rất ok luôn. 30k một cây nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đen này. Lên mã em xem cái bộ tô vít đen nhá. Bộ này thì về các bác xài gia đình các thứ dùng rất là tiện luôn. Đấy, một bộ tô vít đen sẽ gồm có là một cái cây vít này, một cái cây vít và 6 cái đầu vít đi kèm, mà một cái đầu vít này sẽ gồm có là hai đầu nên dùng rất là tiện nhá. Đầu cộng, đầu trừ này, đầu hoa thị này, đầu lục giác này, về các bác xài gia đình rất tiện dụng luôn. Đây, em cắm thử cho bác coi. Đấy, cắm vào. Và các bác xoáy mình có thể là cho thấp cho cao được nhá, điều chỉnh ở cái vị trí luôn. Đấy, cho thấp các bác muốn cho dài ra hoặc các bác muốn cho thấp lại, rất tiện dụng nhá. Và con này nó có cả cái hệ thống đảo chiều luôn. Đấy, đảo chiều xoáy nhanh nhá, các bác nghe tiếng tạch tạch là các bác biết rồi. Đấy, rất là hay nhá. Đảo chiều xoáy nhanh và các bác khóa đứng, khóa chết trục cũng có luôn nhá. Đây. Đấy, sang bên phải, sang bên trái có luôn này. Đấy, khóa đứng chết trục luôn này. Đấy, rất ok. Cái phần tay cầm nó rất là to. Các bác cầm các bác xoáy vặn nó rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó thì một cái bộ tô vít đen này bên em gửi bác giá chỉ có là đi 50.000 thôi có nhá. Chỉ có 50.000 thôi. Mà về các bác xài gia đình, anh em thợ thuyền xài bộ này quá ok luôn. Đấy. Nó sẽ gồm có là 12 cái đầu vít. Đấy, 12 cái đầu vít nha. Đây. Bộ này của nó chuẩn của nó sẽ gồm là đi 13 chi tiết nhá. 13 chi tiết. Đấy, sẽ gồm có là 6 cây vít vì mỗi cây là hai đầu thì tính ra là 12 đầu, 12 cái đầu vít và một cái thân vít đi kèm. Thì bộ này nó gọi là 13 chi tiết này. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bên em đang gửi bác một cái bộ tô vít đen này, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, chỉ có 50.000 thôi. Một bộ giá rất bình dân hạt rẻ mà về các bác xoáy rất đa năng, xoáy rất nhiều thứ khác nhau luôn. Đó, đầu cộng, đầu trừ này. Đầu y, đầu u, đầu tam giác này, đầu hoa thị các thứ có đầy đủ hết luôn. Đây, đấy có đầy đủ hết luôn để về các bác xài nhá. Bút điện này thì bên em cũng đang thanh lý xả kho, giá chỉ còn có 20.000 thôi. Và khi mà các bác mua bút điện thì bên công ty sẽ có tặng kèm thêm cho bác một cái lốc pin này nữa này. Đấy, bút thử điện đa năng nhá. Các bác này thì con này thì về các bác có thể là sử dụng đa năng. Đấy, đây, sử dụng đa năng các bác thử pha nóng, pha nguội này, thử thông mạch này, các bác thử thử dây âm, dây dương, thử dây ở ngoài, dây trong dây cũng được luôn nhá. Đấy, nói chung là con này đa năng lắm, sử dụng đa năng mà giá bình dân thôi, giá nó chỉ có 20.000 một cái thôi nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bút thử điện đa năng. Đấy, con này cực kỳ đa năng. Và khi mà mua kèm bên em là công ty có tặng kèm thêm pin này. Bình thường là các bác mua ở những cái chỗ khác là nó chỉ có nguyên bút không thôi, mà đây giá rẻ chỉ có 20k lại còn đặc là được có kèm thêm một lốc pin nữa nhá. Đấy mà chỉ có 20.000. Cứ lên mã cho em sẽ là cái cây bút điện đa năng 20.000 một cây. Tiếp theo đó là cái bộ vít V9 này, lên mã em sẽ cái bộ vít V9 nhá. Bộ vít V9. Bộ này nó sẽ gồm có là 9 chi tiết để về các bác xoáy chuyên, các bác xoáy bu lông. Đấy, xoáy bu lông hoặc các bác có thể về dùng để bắn vít, bắn bu lông đều được luôn. Đấy đây. Nó sẽ gồm có là 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 9 này, từ loại nhỏ nhất sẽ là 5mm, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, nó sẽ gồm có là 13 cỡ nhá, 13 cỡ. Đấy, 13 cỡ. 13 cỡ vít khác nhau, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy thì cứ lên mạng em sẽ là cái bộ vít V9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nhá. Nó sẽ gồm có 9 cái đầu bu lông nha. Đấy, 9 cái đầu bu lông để về các bác xài, các bác xoáy được rất là nhiều thứ khác nhau luôn. Đấy, chuyên để các bác xoáy bu lông nhá. Đây này, các bác nhìn những cái ấy, bu lông này. Đấy, những cái con bu lông dạng nhỏ nhỏ ấy, là các bác xào này rất ok. Bộ này thì bên em đang gửi bác là đi 40.000. Cứ lên mã giúp xem sẽ cái bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9 xoáy bu lông nước các thứ ra. Nhớ mã giúp em sẽ là bộ vít V9 nhá. V9 này 40k. Đấy, 40k một bộ vít V9. Đấy, 40.000 bộ thôi. Giá bình dân hạt dẻo nhá. À, dòng móc khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn, là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, nhưng mà
bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi, thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá, hàng của siêu thị Nhật này, đấy, hàng sách tay của siêu thị Nhật nhá. Đó thì đây lên luôn cho bác, đó là cái bánh xà phòng Nhật các bác nhá, giá mà em đang gửi bác là 30.000 một cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Đấy, 30.000 một bánh nhá, đấy, nó là xà phòng của Nhật nhá, xà phòng của Nhật, xà phòng tắm, cái này các bác có thể tắm hoặc là rửa tay được này. Đấy, nó còn có tác dụng là làm trắng da, sạch da. Đấy, rồi là các bác rửa tay tiêu diệt 100% vi khuẩn gây bệnh luôn, rất sạch sẽ, ok nhá. Thương hiệu của nó là Cao nhá, KAO này. Đấy, Cao xà phòng tắm rửa tay được luôn nhá. Hàng này thì nó đặt trụ sở công ty sản xuất ở Malaysia nhá, made in Malaysia. Đấy, và toàn dưới sự điều hành của công ty Nhật nhá, nên là cũng yên tâm. Đấy, hàng chuẩn của Nhật rất ok luôn. Đấy, bánh xà phòng tắm bên em đang gửi bác là 30.000, để về các bác có thể dùng để tắm này, rửa tay các thứ đều được luôn, sạch và thơm lắm. Cái này sạch và thơm, cái này em đang dùng xài sạch và thơm cực kỳ, cái mùi thơm của nó dịu nhẹ, mùi thơm Nhật mà. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dùng tích cực kỳ luôn nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá bên em đang gửi bác là 30.000 một bánh nha. Đấy, 30.000 bánh nhá, hàng này hàng bán ở siêu thị đấy các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó, rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hay lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này, hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này, rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay, rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái, ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các bác nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính, hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn. Và các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các bác nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000. Về các bác dán lên cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng các nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. 30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone, có những cái gai nhỏ nhỏ này. Dùng thích lắm. 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này thì em báo giá luôn 30.000 nhá, 30.000 một cái hộp thuốc chuột nha của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột, bác cứ giải ra cho nó ăn thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nha, rất xịn sò, ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nha. 30.000 một hộp các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. 30.000 một cây.
về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút trước này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch, sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ ra. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm đấy, phịch cái. Đấy, nó sẽ hút lên nhá. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch. Đó, kêu rất to luôn, hút rất khỏe nhá, lực hít khỏe lắm. Đó thì đang gửi bác là 30k lên mãi nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mối hàn hút thiếc nhá. Cứ lên mãi em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng, là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái. 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá. Giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn. 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp. USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá, cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây các bác nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra, mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối như các bác rẻ tiền nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây, em bóc cho bác coi này. Con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicone. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà. Về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi. Cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá. Nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích, dùng rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây các nhá, đây cái vòi em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng mà em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, đây không? Nước ra rất đều và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này,
năm giáo các thứ các kiểu nhá. Giờ các bác có thể điều chỉnh cái vòng này đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhá. Nước ra rất đều khỏe luôn và nó rất là hay, nó có thể đẻ uốn như các thứ kiểu này đấy, ngoái vùng quanh cái chậu rửa này luôn rất ok, rất là hay đấy. 30.000 một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước nhà mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây kẹp gấp này. Cái cây này về dùng các bác về dùng hay có cái món nướng cá, nướng thịt các thứ, giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay. Các bác xúc nó vào, sau các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này, hoặc là muốn miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào, lật lên thế xong. Đây. Đấy, lách xúc nó vào, lật lên thế xong. Đây. Đó, xúc nó vào này, đặt lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá thì bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy, 20k một cái kẹp gấp nha. Các bác lên mã cho em sẽ là cái kẹp gấp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt, nướng tiếc các thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi. Giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp các thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình nhà mình. Đấy, xúc vào cái là tên cái ok rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn, cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã cho em sẽ được cái cây gãy lưng nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng, bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãy thì các bác mua cho em cái cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó là dạng nhựa sừng các bác, gãy rất là êm. Đấy, vừa gãy lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãy lưng thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác trải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần nhìn rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những cái chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy, cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm, 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn, bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món, về các bác dùng để lấy dây tai, 20k một bộ lấy dây tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mang đi chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra, một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá, gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãy ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ đó. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh như này. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Và tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác đó là cái lọ gia vị này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái lọ đựng gia vị hay còn gọi là lọ gia vị đen nhá. Đấy, lọ gia vị đen hoặc là lọ đựng gia vị đều được. Đấy, thì em báo giá luôn một lọ này thì em gửi bác giá thì bình dân thôi. 15k nhá. 15k một cái lọ gia vị này, 15k một lọ. 15k trên một lọ này. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì em sẽ tính bác giá là 40.000. Đấy, 3 lọ trở lên là tính giá là 40.000 cho 3 lọ, còn các bác lấy lẻ một lọ là 15k nhá, giá rất bình dân thôi. Cái này về các bác đựng mắm muối mì chính, hạt tiêu, tiêu đây rất là tiện luôn. Đấy, về đây các bác xoáy cái nắp chặt này vào này. Đấy, lấy cái thìa này ra, lấy cái chua này ra, các bác cắm vào nhau. Đấy, kết nối cắm vào nhau và các bác đổ gia vị đây, và lúc nào các bác muốn lấy gia vị ra thì nó sẽ cắm cái chìa đây sẵn như này rồi, là các bác chỉ việc cầm vào cái chua này
Đấy, là các bác xúc gia vị ra là các bác chà vào thôi. Đấy, rất tiện dụng nhé. Bình thường là các bác cứ ví dụ tay đang ướt rồi mình cứ phải thò tay và mình lấy cái muỗng ở trong ra, của mình lấy nó rất là ướt át các thứ này rồi, nó rất là gây mất vệ sinh cái thứ ra. Đấy thì các bác chỉ việc cầm ấy thôi. Đấy, và các bác lấy ra và lúc nào dùng xong là các bác lại đậy vào. Thế là xong. Ngon này, kín đáo, ok luôn. Chất liệu nó là thủy tinh nhá, nên là các bác dùng yên tâm, rất an toàn cho sức khỏe nhá. Giá thì 15k nhá, 15k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ gia vị. Đấy, lọ đựng gia vị đen. Giá đang gửi bác là 15k một lọ. 15k một lọ. Các bác lấy 3 lọ nhá. 3 lọ giá của nó sẽ là 40.000. 3 lọ là 40.000, các bác lấy lẻ một lọ là 15k. Đấy, lọ gia vị. Một cái sản phẩm rất hay các bác về xài nhà bếp cho em này rất ok. Đó là cái chai xịt nhà bếp Kitchen Cleaner này. Đấy, con này thì về các bác xài rất ok. Đấy, về các bác vệ sinh nhà bếp này, đặc biệt là dầu mỡ ở cái khu vực bếp mình dùng sạch cực kỳ luôn, vì cái chai nhà em đang xài mà. Nó là dạng bọt nha, thì về các bác lắc đều trước khi sử dụng nha, và bắt đầu các bác xịt ra thôi. Đấy, mình gỡ nắp ra này. Sau đó các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào nó bẩn hoặc là chỗ nào nó dầu mỡ ấy, các bác xịt trực tiếp vào cho em. Đấy, sau đó các bác ngâm cho em vài phút và bắt đầu các bác đợi nó tan tan cái bọt, bắt đầu các bác có dùng cái rẻ các bác lau, hoặc là các bác kết hợp với lại cái búi rắc sắt các bác đánh, kết hợp với cái bọt này các bác đánh này rất là sạch luôn. Đấy, nó sạch dầu mỡ lắm, nó không bị nhờn đâu các bác. Dùng xong là các bác dùng ngay dung dịch này nó sạch kinh kít luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một chai này là 500ml nhá, về các bác xài thoải mái luôn. Đấy, chuyên để các bác vệ sinh cho khu vực nhà bếp nhá. Giá nó như em báo luôn. Lên mã em sẽ là cái chai xịt vệ sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh nhà bếp nhá. Giá em đang bán một chai này là chỉ có là đi 40.000 thôi, 40k nhá. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp này, dùng thích cực kỳ luôn. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt, về các bác xịt trực tiếp vào cái chỗ nào bẩn các bác vệ sinh đây. Chai xịt giúp chị em đỡ vất vả hơn trong việc dọn bếp. Đó là bình xịt tẩy rửa Kitchen Cleaner, với khả năng tẩy rửa được các vết bẩn cứng đầu giúp chị em đỡ vất vả hơn. Có thể xịt mọi ngóc ngách, có mùi dễ chịu, còn có thể diệt khuẩn. Sản phẩm mình để dưới tích tắc sắp nháy cả nhà. Đấy, con này dùng rất là hay. Đấy, và con này mùi của nó là mùi hương cam, rất là dùng rất là thơm, và đặc biệt là còn ngoài ra tẩy sạch còn có chức năng diệt khuẩn nhá, dùng rất thích. 40k một cái chai xịt vệ sinh nhà bếp nha. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xẻ kho cái mã luôn. Đó là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này. Con này thì bữa trước đang bán với bác là 120.000, hôm nay về bác bức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 50k nhá, 50k cho một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động này, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái, về dùng rất ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái chỗ nào mà nó đường đi lối lại này, ở cầu thang này, rồi là ở ngoài cổng này, chỗ đường đi lối lại này. Đấy, các bác đỡ phải lắp công tắc, các bác chỉ việc lắp cho em cái đuôi lên, và khi mà có vật thể nó chuyển động qua cảm biến này là tự động đèn nó sẽ sáng lên, còn lúc nào mà không có chuyển động là đèn nó sẽ tự động tắt đi nhé. Đi kèm qua cả ốc vít về bác sắp lắp luôn. Giá thì bình dân thôi, đang giảm giá xả bác luôn, chỉ còn có là đi 50k một cái đuôi đèn cảm biến chuyển động nha. Đấy, 50k một cái nhá. Về các bác lắp đặt và xài thôi. Con này cứ về lắp đặt và xài. Dùng dễ lắm. Đấy, mà dùng rất là hay luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em quất lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, coi nhá. Đấy là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, khi mà có người qua lại là tự động là cái đuôi này nó, cái đèn đuôi đèn này nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, tự động nó sẽ sáng lên, dùng rất ok. Đặc biệt các bác lắp ở ngoài cổng là dùng làm cái đèn chống trộm rồi. Đấy, khi mà có chuyển động cái là đèn nó sáng lên là trộm nó cũng sợ luôn. Cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy nhá. Về bây giờ nó toàn dùng đuôi xoáy phổ thông nên là yên tâm nhá. Đấy, bóng đuôi xoáy và lắp là ok luôn. 50k một cái. Quay nhanh bác một số cái mã hàng hàng mới với em, hàng vừa về này. Đấy, đó là cái con chuột không dây nhá, chuột không dây em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 90k nhá, 90k một cái con chuột không dây này. Nó có tích hợp luôn cả pin tích điện luôn nhá. Nghĩa là về là bình thường là những cái con chuột không dây là các bác cứ phải mua pin các bác lắp vào, thì thứ nhất là cái pin ấy nó rất là nhanh hết, mà thứ hai là nó cái độ mượt nó không cao, như con này là nó có tích hợp sẵn pin luôn. Và khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc ở trong cái hộp này ra, các bác cắm vào đây và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc nó thôi. Đấy, một con chuột bấm rất là êm luôn,
con lăn rất là mượt mà, ok. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, không cần phải dây dợ đằng nào, và thứ hai là các bác không cần phải mua pin vì ở trong này nó đã có sẵn pin tích điện rồi đấy, khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào là xài thôi đấy. Và về thì bên dưới nó có một cái con chip này, về các bác cắm vào cái cổng USB ở trên máy tính như mình và cắm vào là tự động là nó nhận nhé, các bác không cần phải cài đặt bất cứ một cái gì ngoài việc là các bác về bật cho em cái nút on lên này. Đấy, bật cái nút on lên là bắt đầu là chuột nó sẽ hoạt động, trạng thái hoạt động là on. Còn nếu các bác muốn tắt đi các bác bật về off, có thế thôi. Đấy là các bác xài nhá, không cần dây dợ nhàng, và thứ hai là không cần phải pin biết gì. Đấy, và khi mà hết pin thì các bác lại cắm sạc và các bác xài nhá. Giá bên em đang gửi bác một cái con chuột không dây này là 90.000 một con. Tiếp theo thì lên nhanh bác luôn đó là cái cây phẩm xả kho tiếp theo thì hôm nay tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái quặn băng keo trong. Đấy thì hôm nay em cũng xả luôn cái mã luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Bữa trước cái quặn này đang bán là 40.000, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ dễ mua luôn. 20.000 nhá. 20.000 một cái quặn băng keo trong hai mặt này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái quặn băng keo trong hai mặt, giá của nó sẽ là 20.000. Một quặn này dài được là 5m nhá. Một quặn 5m về các bác dính rất nhiều những thiết bị khác nhau. Con này nó là dòng keo siêu dính luôn, dính lắm, dính chắc cực kỳ. Và các bác dính trên mọi chất liệu luôn. Đấy. Cái hay của sản phẩm này là nó trong suốt và nó là hai mặt, nó là keo hai mặt và nó trong suốt nha. Đây. Đấy, nó là keo hai mặt quá nhá, keo hai mặt và nó trong suốt đây này. Đấy, hai mặt dính luôn. Hai mặt dính và nó trong suốt luôn này. Đấy, về các bác lột ra các bác xài. Đó, dính vào trong suốt, con này dính cực kỳ chắc luôn, dính chắc lắm. Đấy, đây các bác nhìn này, em lôi em chút mà nó dính đầy vào tay luôn, dính chắc cực kỳ luôn. Đó thì một quặn này dài 5m nhá. Giá bên em hôm nay em đang xả kho chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy, 20k một cái quặn băng keo trong hai mặt nha. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, con thấy không? Băng dính keo chắc lắm. Hai mặt thì có treo được bình nước 20 lít như quảng cáo hay không? Cùng mình kiểm chứng nha. 1 2 3 4 5 mỏi cả tay mà nó còn không rơi ra này. Bình thường anh em hay dùng cái loại băng keo xốp hai mặt như này đúng không? Dán thì cũng tạm được đấy, nhưng mà lúc bóc ra thì ối rồi ôi, keo bám dính đầy trên tường trên bàn. Cạo đi thì khó, mà không cạo thì nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nhưng bây giờ có một cái loại băng keo hai mặt nó dính rất là chặt mà lại tiện lợi hơn rất là nhiều nhá. Anh em dùng dán ổ điện lên tường, lên bàn, dán hộp kỹ thuật chạy dây điện, dán thùng rác vào tường, dán thảm lau cố định trên sàn, treo hoa văn trang trí ngày Tết khắp nhà, hay là cố định đồ đạc giấy lau trên xe ô tô rất là chắc. Lúc không dùng tới thì vẫn có thể nột ra mà không bị bám lại keo trên bề mặt. Một cuộn thế này thì có nhiều kích thước. Đấy, và rất ok nhá. Đấy thì con này nó hay ở cái điểm nữa là bình thường là các bác dùng những cái băng keo truyền thống hay là các bác dính là các bác lột ra là nó hay để lại những cái vân keo, nó rất là bẩn mà rất là khó vệ sinh. Nhưng con này khi mà các bác dính vào bất kỳ một cái vật liệu gì các bác lột ra là nó sẽ ra cả tảng luôn, ra tất cả toàn bộ những cái băng keo ở đấy luôn, nó không bị bám dính trở lại nhá, nên là dùng rất hay. Đấy, nói chung là dòng băng keo đời mới, băng keo đời mới. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái quặn băng keo trong hai mặt siêu dính nhá. Đấy, hai mặt phải siêu dính, một quặn này là 5m. Giá của nó bên em đang xả kho chỉ còn có là đi 20.000 thôi các bác nhá. 20k thôi nhá. Đấy, 20k giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nào. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho cái mã luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U4 các bác nhá. Ổ điện U4 này, hàng của Apple, rất chất lượng luôn. U4. Giá của nó thì em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là đi 90.000, hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua. 60.000 nhá. 60k một cái ổ điện U4 nha. Mã của nó sẽ là U4. Hàng của Apple rất xịn sò. Xịn sò, hàng mới nguyên hộp luôn. Con này về các bác sạc đa năng, rất nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, nó là một cái cục nó chỉ có nguyên cái chân sạc này thôi, nhưng mà nó rất là hay là thiết kế là sẽ có hai cái cổng chân USB và hai cái cổng chân là cái cổng chân PD hay còn gọi là cái cổng chân Type C nhá. Đấy, hàng Apple này, iPhone 13 Pro Max này, rất ok, xịn sò ngon lành luôn. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 là nó sẽ cấp nguồn ra thành một cái cục nha. Đấy, cái này bây giờ là cái chân này cũng khá là hiếm này, các bác mua những cái cục sạc nó rất là đắt, nhưng mà đây các bác mua một cái cục này, một cái ổ này nó lại còn có 4 cổng mà nó còn được tích hợp thêm hai cái cổng Type C này, nên là khi các bác cắm rất là được nhiều thiết bị khác nhau. Đấy, vừa có cổng USB, vừa có cổng Type C. Đấy, cái cổng Type C này là cắm bây giờ người ta dùng cái cổng Type C này nhiều lắm rồi. Đấy thì các bác nó là cái dạng cổng đời mới đấy, thì các bác mua cho cái bộ này. Đấy thì một cái ổ điện U4 nha. Các bác có lên mã cho em sẽ là cái ổ sạc nó 4 lỗ hay gọi là U4 đấy. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nhá, U4 nhá. Nhớ giúp em là mã là U4, ổ điện U4, giá sẽ là 60.000. Giá này hiện tại đang xả kho rất là dễ mua, giá rất là tốt luôn đấy. Bữa trước đang bán là như là 90.000 đấy. Hôm nay em xả cho bác chỉ có 60.000 thôi. Đấy, ổ điện U4 nha, hàng của Apple. Giá đang gửi bác là 60k. Cái cây gãy lưng này thì hiện tại em đang bán giá bình dân thôi, 10.000 nhé, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây gãy lưng.
Đó, bên em đang gửi bác là 10k. 10k một cái cây gãi lưng này, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để gãi lưng nhá. Đấy, bình thường là những cái chỗ vị trí khó là các bác không để dùng tay các bác gãi được. Đấy thì các bác kéo dài ra. Đấy, thò về sau lưng đứa các bác dùng các bác gãi này. Con này của nó cái phần đầu nó dạng nhựa sừng nhá. Đấy, các bác gãi rất là êm, ok luôn. Đấy, có thể là thu vào và kéo dài ra được, rất tiện dụng nhá. Giá bên em đang gửi bác giá bình dân hạt rẻ, ai cũng thể mua được luôn. 10k nhá, 10k một cái cây gãi lưng nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị này. Đấy, hàng của thương hiệu GT nhá, GT Tun USA này. Đấy, thì tại bên em đang có hai mã, là một mã là bộ hoa thị này. Đây. Đấy, bộ này của nó là bộ hoa thị nhá. Bộ hoa thị, đầu nó là đầu hoa thị này, hay còn gọi là đầu bông ấy, trong nam nhiều bác gọi là bộ lục giác bông ấy. Còn ở đây hay gọi là bộ hoa thị. Đấy, các bác cứ lên mạng nha, bộ hoa thị nha, em báo giá luôn. Bên em đang bán đồng giá cái bộ hoa thị hay là bộ lục giác, bán đồng giá luôn các bác là 50k, 50.000 bộ thôi, chỉ có 50.000 một bộ, hàng của Mỹ, rất xịn sò luôn, của thương hiệu GT Tun USA nhá. Một bộ này sẽ gồm có 9 cây, kích cỡ của nó từ 1.5 cho đến 10 nhá. Đấy, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Đấy, sẽ gồm có 9 cây, 50.000 một cái bộ lục giác hoa thị nha. Đấy. Còn ngoài ra thì đây có cái bộ, đó là cái bộ lục giác đầu bi nhá. Đấy, bộ này thì sẽ gồm chỉ nguyên đầu lục giác không thôi. Thì đây, nó cũng như bộ kia. Đấy, cũng là 9 cây. Đấy, nhưng có cái là đầu nó khác nhau. Của nó là lục giác đầu bi. Bộ này thì bên em cũng bán cho bác là 50.000. Đấy, cũng đồng giá luôn là 50.000, thì các bác lấy bộ nào được. Bảo là bán cho tôi cái bộ hoa thị. Đấy, bộ hoa thị này thì là 50.000, bộ lục giác đầu bi này thì cũng là 50.000 luôn các nhá. Hàng rất là đẹp, hàng toàn bộ hàng của GT Tun USA. Đây. Đấy, có thể mở ra này. Đấy, tất cả các kích cỡ khác nhau, anh em thợ thuyền này, các bác sử dụng gia đình này cũng quá ok luôn. Một bộ này chỉ có 50.000 nhá. Đấy, lấy bộ nào báo nha, hoặc các bác có thể lấy cả đội được. Về lắm lúc mình xài vì giá nó rất là bình dân thôi. Đấy, về lắm lúc xài đỡ phải đi mượn mõ hay nào cả, hoặc là lắm lúc là cụt chân cụt tay, những cái đồ công cụ cầm tay này các thứ nhiều khi dùng rất là cần luôn đó. Dùng rất là cần luôn, các bác xài rất ok. 50k nhá, bán đồng giá luôn là cái 50.000 một bộ lục giác và hoa thị quá nhá. Bàn trải vàng, cái hộp bàn trải vàng, cái hộp bàn trải 8 cây này, các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn trải 8 cây. Ở cái hộp này em báo giá luôn, giá thì rẻ giật mình bác luôn nhá. 30k nhá, 30k, các bác cứ lên mã em sẽ cái hộp bàn trải, hộp bàn trải 8 cây. À, hộp bàn trải 8 cây. Giá nó sẽ là 30.000 một cái hộp nha. 30k một hộp này nhá, sẽ gồm có là 8 cây đựng trong một chiếc hộp này, rất xịn sò nhá. Hàng đóng gói rất kỹ càng luôn. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu đánh răng, một cái đầu đánh răng lông bàn trải rất là mềm. Đó, và một cái đầu rất hay, đó là thiết kế cái đầu dạng đầu cạo lưỡi nhá. Đầu cạo lưỡi bằng silicon. Đó, rất là êm ái, ok. Đấy, thì các bác mua một được hai luôn, một đầu đánh răng, một đầu cạo lưỡi về các bác xài luôn. Đó, thì một hộp này là 8 cây mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi là các bác biết rồi. Đấy, giá nó rất là dễ mua luôn. Đấy, giá siêu tốt nhá. Đấy, bình thường các bác mua ngoài cửa hàng hiệu, các bác mua lẻ một cái này nó phải ví dụ 15.000 một cái bàn trải, mà đây nó chỉ có nghe đánh răng thôi, mà đây là được hai chức năng, vừa đánh răng vừa cạo lưỡi nhá, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, một hộp là 8 cây thôi nhá. Lên mãi em sẽ hộp bàn trải 8 cây, 30.000 một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con áo mưa của thương hiệu Honda này, áo mưa choàng nhá, mưa choàng nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn, về các bác mua về mình vứt cốp xe nhiều khi là rất là cần. Đấy, chẳng may là mưa bất chợt cả, các bác có cái là mình sử dụng luôn. Giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k. Cứ lên mã thì em sẽ là áo mưa Honda. Đấy, áo mưa của thương hiệu Honda, hàng thanh lý của công ty Honda nhá. Giá thì bình dân thôi, 30k một cái áo mưa Honda nha. Đấy, nó là dạng áo mưa choàng. Đấy, áo mưa choàng về các bác vứt cốp xe. Đấy, gói gọn đây nha. Vứt trong cốp xe rất nhỏ gọn nhá, mình tiện dụng. Đấy. Lắm lúc mình mưa bất chợt cái là có cái xài luôn. 30k một cái áo mưa Honda này. Đấy, chủ yếu là chiếc áo mưa dự phòng cũng dùng rất ok. Đây, con này thì hình ảnh thực tế đây. Khi mà mặc vào nó sẽ như này nhá. Đấy, khi mà mặc vào nó sẽ như này. Đó. Đây, mặc vào sẽ như này. Đấy, nó sẽ che kín được trước và sau này. Có thấy không? Đó, rất ok. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nói chung là về các bác làm áo mưa dự phòng, mình vứt cốp xe là quá ok rồi. Nó chỉ có 30.000 nhá. Áo mưa Honda, 30k một cái áo mưa Honda nha. Cái dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này, và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó, thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi. Báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá. 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy.
sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn LED với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm. Dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này anh em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy. 30 và 20 nhá. Một bộ này chỉ có 50 ngàn thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá. 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k. 50k một bộ nhá, hai quả. 50k một bộ hai quả bóng đôi. Một quả 30W và một quả là 20W. Sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông. Sử dụng điện 220. Rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã cho em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi là chuyên dùng, chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt, nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu cho em cái này vào. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái xem, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Rồi, một cái mã hàng mới bên em cũng vừa về xong này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Con này thì các bác có thể về cắt kính này, cắt gạch men đều được luôn. Đó, dao cắt kính này. Dao cắt kính. Cắt được cả gạch men luôn nhá. Đấy, cả gạch men luôn. Giá của nó thì em báo luôn 130.000 một con này. Đấy, 130.000 một cái con dao cắt kính, cắt gạch men đa năng nhá. Con này thì cắt rất là hay. Trước đây em cũng đã bán rồi nhưng mà lâu lắm nó không hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về. Một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một thân dao này. Đấy, đi kèm với bác là ba cái lưỡi nha. Đấy, đây, ba lưỡi dao. Và có một cái tay cầm. Có một cái tay cầm này, rồi những cái phụ kiện cái thứ đi kèm. Đó thì về thì bắt đầu là các bác lắp cho em cái phần tay cầm này vào. Đấy, nó là dạng cái dao cắt kính kiểu dạng hình chữ T này. Đó, sau đó là các bác muốn cắt thì các bác để vào cái kính của cái ấy, các bác bắt đầu các bác cầm này các bác kéo này. Đấy, kéo nó sẽ ra cái vệt. Thì ở đây nó có một cái lưỡi tròn đây này. Đấy, nó có một cái lưỡi nó bằng kim cương này. Đấy, bằng kim cương nó rất là sắc luôn. Đấy, mà con này cắt rất là ngọt, con này cắt ngọt lắm. Đấy mà ví dụ như ở đây đi kèm thì nó sẽ có tặng kèm thêm cho bác là những cái lưỡi dao này, thì nếu mà cái lưỡi nó cùn thì mình có thể thay lưỡi khác luôn, rất tiện dụng và rất là chu đáo và cẩn thận nữa nhá. Đấy, có đi kèm cả lưỡi dự phòng cho bác luôn. Và khi mà các bác cắt xong
Thì ở đây nó có một cái phần tay công. Đấy, cái này nó gọi là cái tay công, thì các bác cho cái viên đá hoặc là cho cái kính vào đây. Đấy, và các bác ngắm đúng cái tim, cái đường cắt các bác vừa cắt bắt đầu là các bác ở đây nó có một cái tim này. Đấy, các bác cho nó vào chính giữa, sau đó các bác công vào. Đấy, các bác cứ thế công từ từ vào thì cái lực nó sẽ tác động đều xuống, thì cái kính hoặc cái viên đá các bác vừa kẻ xong nó công ra, cái đường cắt của nó rất là mịn, rất là đẹp luôn. Đấy, con này hay lắm. Đó, thì một cái chiếc này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 130.000, có tặng kèm thêm các bác là những cái đầu cắt dự phòng nha, để về các bác có thể thay thế nhá, là 130k, dao cắt kính cắt được cả gạch men luôn, là 130.000 một sản phẩm đấy nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái video em test thực tế này, các bác cùng coi này, cắt cực kỳ ok luôn. Các bác muốn cắt gạch, đây, cắt kính mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính, rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẻ một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia, các bác bấm là nó. Đấy các bác nhìn nhá, các bác chỉ cần kẻ một đường, sau đó các bác cho vào cái tay công, các bác xoáy như em vừa chỉ bác. Đấy, các bác cho vào cái tay công các bác xoáy. Đấy, các bác cứ xoáy đều tay, xoáy đều tay, xoáy êm tay là nó công ra đường rất là đẹp luôn. Đây, các bác nhìn đây là người ta cắt đường cong luôn nhá. Đấy là cắt đường thẳng, cắt đường thẳng nó còn dễ nữa. Còn đây người ta cắt đường cong mà cũng rất là mượt luôn này. Đấy, có thấy không? Công cái ra luôn. Được cả gạch 1 mét luôn các bác. Đấy, thấy không? Gạch các dày, gạch rất là dày nhưng mà cắt ngon lành luôn nhá. Các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đấy, có nhìn này. Đấy, cắt đường cong luôn nhá chứ không phải là cắt đường thẳng đâu nhá. Cắt đường thẳng nó còn dễ cắt nữa ạ. Đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia. Đấy, có thấy không? Công cái ra ngay này. Đó, thấy không? Rất là ok. Bấm được cả gạch 1 mét luôn. Đó, thấy không? Nó rất là nhàn, rất là dễ dàng sử dụng cho anh em thợ thuyền. Các bác sử dụng gia đình đều được luôn. 130.000 một cái nhá. Đấy, bộ dao cắt kính, cắt gạch men đa năng. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoáy bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. Bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu. 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Đây, tiếp theo thì lên luôn cho các bác cái mã hàng đó là cái chuột không dây. Em báo giá luôn, bên em gửi bác là 90.000 một viên, 90.000 một cái một cái con chuột không dây nhá. Các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây đây, em ghi giá đây rồi, 90.000 một cái con chuột không dây này, rất tiện dụng luôn. Thì hàng của nó thì cũng là hàng mới nguyên hộp này nhá. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một con chuột không cần dây nhá các nhá. Thông minh của cái sản phẩm này là nó không cần dây dạ gì. Về là các bác chỉ việc kết nối bằng cái cục adapter ở bên dưới đít này. Đấy, các bác lật cái nắp này ra, lấy cái này ra, cắm trực tiếp vào trong máy tính của bác nhá. Và các bác bật cho em về on này.
Đấy, bật lên Evion thì nó sẽ lên cái đèn báo màu đỏ em vừa bật đấy. Và bắt đầu là các bác cứ thế là nó sẽ tự động kết nối với nhau. Hai cái này, cái con Bluetooth này, đấy cái con cổng USB Bluetooth và cái con chuột này nó sẽ link tự link với nhau và nó sẽ điều khiển không cần dây dợ gì nhá. Và cái hay của cái sản phẩm này là bên trong này nó đã tích hợp sẵn một viên pin rồi. Đấy, và cái pin này là có tích điện luôn nhá. Cái pin này có tích điện. Đấy, cái pin này có tích điện là lúc các bác cứ xài, lúc nào mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây sạc đi kèm với lại cái cục sạc này các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm vào cái nguồn 5V ấy. Đấy, ví dụ như là cái cục sạc này em vừa quay này. Đấy, cái nguồn cục này, cái cục 5V 2A này. Các bác cắm vào đây. Cục này thì bên em đang bán là 30 ngàn nhá. Các bác cứ lên mã nha, cái cục sạc Samsung. Đấy thì đang bán là 30 ngàn thì các bác có thể cắm vào đây. Và các bác sạc cho cái chuột này. Đấy. Và khi mà sạc đầy thì các bác lôi ra xài. Con này thì em cứ bảo hành cho bác luôn. Các bác sạc một lần, các bác xài từ 1 tháng cho đến nửa tháng luôn. Pin nó cực kỳ trâu nhá. Đấy, pin nó rất trâu bò luôn. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái con chuột có dây rất là vướng víu, dùng rất là khó chịu vướng víu này. Đấy, rồi là nó nó không thẩm mỹ cái thứ giờ dây dặn nó lằng nhằng, nói chung hoặc là các bác đi chơi đi công tác các thứ giờ hoặc là làm văn phòng mình cứ phải mà mang đi di chuyển nhiều, dây dặn nó lằng nhằng. Đấy thì các bác mua cho con này về không cần về dây dặn gì nhá. Bên dưới cái nắp này về các bác lấy ra một đầu này các bác cắm trực tiếp vào trong máy tính nhá, còn cái con chuột còn lại là các bác cứ để ra bàn các bác di thôi là tự động là nó sẽ link với nhau nhá. Đây, cái con này em xài rồi nên em thấy nó rất ok và em nhập số lượng lớn về bán các bác nên là dùng ok lắm. Đó thì gửi bác là 90 ngàn nhá, các bác cứ lên mã em sẽ là chuột không dây. Đấy, 90k một con. Đây em quay cho bác cái con em đang xài này. Đây, cái con em đang xài đây. Đấy thì em sẽ quay cho bác coi nhá. Thì nó sẽ có là một cái cục link như này này. Đấy thì về là máy tính nào nó cũng có cổng USB mà. Đó thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB này cho em. Đó, các bác cắm vào và cái con chuột khi mà cắm vào đấy nó kêu tinh cái nó sẽ tự động link với nhau nhá, tự động kết nối với nhau. Đấy và bắt đầu là các bác cứ thế là các bác gì thôi. Đây, thì em gì cho bác coi này. Đấy các bác nhìn này, chuột này. Đấy, chuột chạy ngon lành luôn nhá. Đây, tắt đi này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đây, vào chôm này. Vào YouTube chẳng hạn này. Đấy, YouTube nhá. Đó, bấm ngon lành luôn nhá. Đấy, đây, vào kênh của nhà em này. Đấy, bấm ngon lành, các bác nhìn thấy con chuột em gì chưa? Đây con chuột em gì này. Đó, xem kênh của bạn này. Đấy, kênh nhà em đây các bác nhá. Đấy, các bác mua hàng này cứ vui lòng liên hệ với hai cái số điện thoại em để trên kênh này. Đấy, các bác nhìn thấy con chuột đây em đang gì này. Đấy con chuột đang chạy nhá, là tay em đang gì đây. Đây tay em đang gì đây. Đấy tay em đang gì đây. Đấy, gì đâu là nó sẽ sáng lên đấy. Đây này. Đấy thấy không? Đây. Đó rất là tiện dụng luôn nhá, không cần phải dây dạ gì nhàng nhá. Mà nó cực kỳ dễ dùng luôn, người lớn, người già, trẻ em dùng được hết luôn. Về chỉ việc cắm cái con này vào chân cổng máy tính và chuột thì các bác bật cho em về on. Đấy cứ thế là dùng và khi nào mà hết pin thì các bác cắm sạc qua cái cổng ở đằng trước này, nó có cái cổng sạc này. Đấy, con này các bác cứ dùng cho em từ 15 cho đến 15 ngày. Cho đến 1 tháng các bác phải sạc pin một lần. Pin nó cực kỳ trâu bò luôn. Bảo hành cho bác luôn. Nếu mà các bác nào mà pin mà nhanh hết thì cứ bảo như em nhé. Đấy, bảo hành cho bác pin luôn. Vì như em dùng thực tế đây, như em dùng 2-3 con liền đây. Đấy, đây kìa. Đấy, đây không? Rất ok nhá. Không cần phải dây dợ gì nhờ. Đấy, các bác chỉ việc là cắm vào các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đây, các bác nhìn này, lướt này, lăn này. Lăn rất mượt mà luôn nhá. Đấy, đây không? Đây đang lăn này. Tay em đang lăn này. Đấy, mất mượt mà ngon lành nhau nhá. Rồi. Đấy thì em hướng dẫn cho bác rất chi tiết và cách sử dụng của con này rồi. Đấy thì em báo giá lại một lần nữa nhá. 90 ngàn một cái con chuột không dây này, 90 ngàn một con. Thì về các bác tháo cái nắp đít ở cái phần nắp lưng ra này. Lấy con USB này, cắm trực tiếp vào trong cái cổng USB của máy tính. Và các bác dùng con chuột bật lên cho em về nút on. Đấy là các bác xài thôi. Và khi nào mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, chân sạc của nó đi nhá. Đấy, cắm sạc vào là các bác xài. Ở trong này nó có một viên pin tích điện sẵn rồi. Đấy, và xài từ 15 cho đến 1 tháng mới hết pin một lần. Pin rất trâu bò luôn đấy nhá, rất ok luôn. Đấy, 90 ngàn một con chuột không dây các bác nhá. Lấy cứ lên mã thì em sẽ là chuột không dây, 90k một con. Quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1. Hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5 ngàn một quả. Đấy, 5 ngàn một quả này thôi. Còn nếu mà các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10 ngàn cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha, 2, 4, 5, 5 quả nha, là 10 ngàn. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10 ngàn. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5 ngàn nha. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V.
tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó, ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả một thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V, cứ có cổng USB các bác cắm vào, phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít cũng nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại này mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50.000. Một kiểu ổ điện U3 này. Đấy, thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ một quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy, đó là cái lô phích cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá. Vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đó. Hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây các nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ phích chống va đập chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập chống vỡ chống cháy cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, phích cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái phích cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái phích cắm chân dẹt này, 10k một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó hay rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là ổ cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây cái lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nhà nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nhà, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nhà các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này,
xoay này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn. Đây, đấy, có thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nhá. Số lượng có hạn đâu nhá, khoảng tầm 20 con, nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô, cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn ngay luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Này, đấy các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá. Và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000. Và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác, là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông. Đấy, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ, sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa, các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ này cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó, thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo anh em, hoặc các bác có thể lấy cà đô này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá.